Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 426 Tô Ánh Tuyết sợ hãi. Tô Ánh Tuyết có khi nào bị người khác cầm súng uy hiếp cơ chứ? Bà ta đã sợ trắng cả mặt, thân mình run run không dám cãi lại, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn phối hợp leo lên xe Jeep. Sau khi bà ta lên xe, người đàn ông cầm súng kia cũng lên theo, sau đó xe Jeep từ từ khởi động. Người đàn ông còn lại thì lên chiếc xe BMW của Tô Ánh Tuyết lái đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Hắn lái xe theo sau xe Jeep, cùng nhau tiến vào mộ viên Linh Sơn. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan ngồi trên một chiếc xe Jeep khác nhìn từ xa, thấy Tô Ánh Tuyết đã bị đưa vào xe, Hà Ngọc Lan cũng lập tức lái xe về hướng mộ viên Linh Sơn. Người đàn ông ép Tô Ánh Tuyết lên xe đều là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ phụng mệnh từ Tây Cảnh tới bảo vệ Lê Uy Long. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan thấy phải đối phó với một bà già như Tô Ánh Tuyết thì khinh thường ra tay, thế nên họ để những anh lính đặc chủng tinh nhuệ đi làm thay chuyện này. Hơn nữa bọn họ đều biết Tô Ánh Tuyết là mẹ vợ Lê Uy Long, cũng ngại ra tay trực tiếp. Lỡ đâu sau này anh giải hòa với Tô Ánh Tuyết thì giờ mình mà vô lễ với bà ta, sau đó lúng túng lắm. Mà những người lính đặc chủng tinh nhuệ kia thì khác, bọn họ không có bận tâm nhiều như vậy. Tuân theo mệnh lệnh là thiên chức của bọn họ, Lê Uy Long và Thiên Thành bảo họ làm gì thì họ làm cái đó. Sau khi Tô Ánh Tuyết lên xe, thấy trên xe còn hai người nữa, một người ngồi ở hàng sau. Lại thêm người cầm súng ép mình lên xe, tổng cộng có 3 người. Tôi không cần các người đền tiền nữa, van các người thả tôi xuống xe đi. Tô Ánh Tuyết kêu rên. Người trên xe không ai thèm để ý tới bà ta. Các người rốt cuộc định dẫn tôi đi đâu? Có phải các người tính bắt cóc tôi đòi tiền chuộc đúng không? Tô Ánh Tuyết hỏi liên tù tì nhưng không ai thèm trả lời bà ta lấy một câu. Bà ta nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc là có gì đáng giá để bọn họ bắt đi. Bà ta giờ cũng đã qua thời xuân sắc rồi, đâu có liên quan gì đến hai từ xinh đẹp nữa, trừ bắt cóc đòi người thân tiền chuộc ra thì bà ta không còn nghĩ ra được lý do nào hợp lý nữa. Các người câm hết đúng không, nói gì đi chứ? Tô Ánh Tuyết lại ồn ào hỏi. Lúc này, một tên lính đặc chủng tinh nhuệ thấy bà ta ồn ào quá, cuối cùng cũng không nhịn được trả lời lại, bọn này định dẫn bà tới mộ viên Linh Sơn. Tô Ánh Tuyết nghe vậy mà run cả người. Hoảng sợ hỏi, tới cái nơi quỷ quái như mộ viên Linh Sơn kia làm gì? Bớt hỏi đi, đi rồi bà sẽ biết, tên lính đặc chủng tinh nhuệ kia trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Ánh Tuyết dự cảm được e rằng tình hình không ổn rồi, bị dẫn tới nơi quỷ quái ít người qua lại như mộ viên Linh Sơn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Các người đừng hòng làm loạn, các người lái xe Jeep chắc là bộ đội cả đúng không? Con rể tôi Lê Uy Long cũng là bộ đội, thằng bé có rất nhiều chiến hữu giỏi giang, ngay cả Minh Hải chiến vực phía Nam nó cũng biết. Các người biết con rể Lê Uy Long của tôi chứ? Nếu các người dám làm gì tôi, con rể tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi là mẹ vợ Lê Uy Long, thức thời chút đi, giờ tranh thủ thả tôi ra đi, bằng không con rể tôi mà tới thì các người xong đời rồi. Trong lúc nguy cấp, Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng nhớ ra điểm có lợi của Lê Uy Long. Bà ta lập tức dùng danh nghĩa hắn uy hiếp lại bọn họ. Nhưng những người lính đặc chủng tinh nhuệ này vẫn tiếp tục làm lơ Tô Ánh Tuyết. Trong lòng bọn họ thầm cười lạnh, chính là chàng rể quý hóa của bà ra lệnh cho chúng tôi bắt bà đó. Lê Uy Long mới vừa ra khỏi tập đoàn Galaxy thì nhận được điện thoại của Thiên Thành. Anh Thiên, người đã bắt được rồi, bọn tôi đang trên đường tới mộ viên Linh Sơn. Thiên Thành nói, được, tôi tới ngay đây. Lê Uy Long dứt lời rồi cúp máy. Sau đó lái xe tiến tới mộ viên Linh Sơn. Chương 427 tới mộ. Đội đặc nhiệm tinh nhuệ đưa Tô Ánh Tuyết đến nghĩa trang Linh Sơn, rồi họ dừng lại trước ngôi mộ của Dương Văn Diệp. Khi Tô Ánh Tuyết thấy mình được đưa đến mộ của Dương Văn Diệp, bà ngay lập tức bị làm cho khiếp sợ. Mấy người, sao lại đưa tôi đến đây, rốt cuộc mấy người định làm cái gì? Tô Ánh Tuyết thật sự không biết những người này tại sao đưa mình tới chỗ này. Chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh và cũng chưa rõ mình sẽ làm gì tiếp theo. Bà đừng có hỏi nhiều như vậy, ngoan ngoãn xuống xe trước đi rồi cuối cùng bà cũng sẽ biết thôi. Đúng vậy, một đặc nhiệm tinh anh đáp. Khi Tô Ánh Tuyết nhìn thấy ngôi mộ của Dương Văn Diệp, bà nhớ lại cách mà bà đã đuổi ông ta ra khỏi biệt thự vào đêm đó, việc này đã khiến ông ta chết trong tay của nhà họ Trương và băng hổ báo. Bà có tật giật mình nên không dám bước xuống xe. Tôi không xuống. Tô Ánh Tuyết cảm thấy lúc này trốn trong xe vẫn an toàn hơn. Vậy thì tùy bà. Những lính đặc chủng tinh nhuệ này dù sao cũng không cần phải cưỡng ép Tô Ánh Tuyết,
nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bà ta đưa đến đây. Còn về việc phải làm gì với bà ta thì còn tùy thuộc vào Lệ Uy Long quyết định. Bây giờ bà ta không muốn xuống xe cũng là việc tốt, ít nhất thì cũng không chạy lung tung. Một lúc sau, Hà Ngọc Lan cũng lái xe đến đây. Sau đó, Thiên Thành và Hà Ngọc Lan cùng bước ra khỏi xe. Tô Ánh Tuyết vui mừng khi thấy Thiên Thành đến, bởi vì bà đã thấy Thiên Thành nhiều lần và biết rằng anh là bạn chiến đấu của Lệ Uy Long. Trước đó trong đám cưới của Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai, Thiên Thành đã đến dự, và sau đó trong lễ truy điệu của Dương Văn Diệp, anh cũng có đến. Thiên Thành, cứu tôi với. Tô Ánh Tuyết vội vàng ra khỏi xe và chạy về phía anh. Anh cũng không biết nên nói cái gì, đây là một vấn đề khá nan giải. Tô Ánh Tuyết là mẹ của Chu Nhược Mai, hiện giờ Lệ Uy Long lại ra lệnh bắt bà lại, anh thật sự không biết nên làm gì cho phải. Khi Tô Ánh Tuyết chạy đến chỗ anh, hốt hoảng nói, Thiên Thành, tôi là mẹ chồng của Lê Vĩnh Hiên, cậu không nhớ tôi sao? Thấy anh có vẻ thờ ơ, bà đột nhiên trở nên lo lắng, nói tiếp, tôi đã gặp cậu trong đám cưới của con gái tôi. Trong tang lễ của Dương Văn Diệp, cậu cũng nhìn thấy tôi. Cậu sẽ không quên tôi sớm như vậy phải không? Cháu biết, cháu vẫn nhớ, Thiên Thành nói. Nếu biết thì mau đưa tôi đi đi. Họ bắt tôi lên xe rồi đưa tôi đến đây, định hại tôi. Bác đừng lo lắng, hiện tại bọn họ sẽ không làm gì làm tổn hại đến bác. Thiên Thành đáp. Họ không hại tôi thì tại sao họ lại đưa tôi đến đây chứ? Mà này, chính Lệ Uy Long đã nhờ cậu tới cứu tôi có đúng không? Chuyện này, rất khó để giải thích rõ ràng với bác. Lát nữa bác sẽ biết. Cô cậu sẽ không phải cùng một ruột với nhóm người kia đúng không? Tô Ánh Tuyết nghĩ đến đây, bà lại sợ hãi, cô cậu đừng có mà làm bậy, con rể tôi với cô cậu đều là bạn chiến đấu, làm thế nào mà cô cậu lại có thể bắt cóc chính mẹ vợ của bạn mình? Muốn tạo phản à? Đúng lúc này, một chiếc Bugatti Veyron phóng nhanh tới. Tô Ánh Tuyết vừa nhìn đã biết đây là xe của Lệ Uy Long. Nhìn thấy Lệ Uy Long đến, bà hết sức vui mừng. Lệ Uy Long dừng xe và bước ra khỏi xe. Chương 428 bà đâu phải mẹ vợ tôi. Lệ Uy Long, mau đến cứu tôi. Bọn họ bắt cóc tôi. Tô Ánh Tuyết lập tức hét lên với anh như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Bây giờ bà đang ở trong một tình huống khá nguy hiểm, bà đã quên rằng vừa rồi ở tập đoàn Galaxy chính mình đã bị Lệ Uy Long tát. Nhưng lúc này bà chỉ muốn thoát khỏi chỗ này, mọi thứ khác không còn quan trọng. Chính tôi đã yêu cầu họ bắt bà. Lệ Uy Long bước tới lạnh lùng nói. Tô Ánh Tuyết sửng sốt một hồi, sau đó run rẩy hỏi, Lệ Uy Long, cậu dám bắt cóc mẹ vợ của chính mình ư? Bà đâu còn là mẹ vợ của tôi nữa, bà đã quên rồi hay sao? Bà vừa cắt đứt quan hệ mẹ con với Dư Hân, như vậy thì tôi với bà đâu còn là tồn tại quan hệ mẹ vợ và con rể nữa nhỉ? Lệ Uy Long nói. Cho dù trên danh nghĩa tôi không phải là mẹ vợ của cậu, nhưng trên thực tế tôi vẫn là mẹ của Dư Hân và là mẹ vợ của cậu. Loại quan hệ huyết thống này, không phải muốn cắt đứt là cắt đứt. Tô Ánh Tuyết nói. Bà nói hay lắm, đúng lúc tôi vừa định hỏi bà, rốt cuộc Dư Hân có phải là con gái ruột của bà không? Thuận nước đẩy thuyền Lệ Uy Long ngay lập tức hỏi thẳng bà ta. Anh suy tính phải ép Tô Ánh Tuyết chính miệng nói ra thân thế của Dư Hân. Chỉ đưa bà ta mới nơi này thì mới có thể nghe được câu trả lời trực tiếp. Khi Tô Ánh Tuyết nghe anh hỏi một câu đột nhiên như vậy, một tia hoảng sợ trong mắt bà lóe lên. Tuy nhiên, bà nhanh chóng ép cảm giác này xuống, ra vẻ bình lĩnh. Cậu hỏi chuyện này không phải là quá vô nghĩa hay sao? Đương nhiên Dư Hân là con gái ruột của tôi, chuyện này mà là giả được sao? Tô Ánh Tuyết nói. Nhưng vừa rồi anh đã nhìn thấy được sự hoảng sợ trong mắt của bà ta và anh càng chắc chắn rằng bà ta có điều gì đó muốn che giấu, vì vậy anh tiếp tục hỏi. Nếu Dư Hân là con gái ruột của bà, tại sao hai mẹ con lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Mẹ con chúng tôi có gì mà khác nhau? Cậu chỉ toàn nói bậy là giỏi, nếu cậu không đưa ra được bằng chứng, thì xem tôi xử cậu như thế nào. Bây giờ Tô Ánh Tuyết không còn sợ Lệ Uy Long nữa, thay vào đó bà quay ngược lại ép hỏi anh. Nhiều năm qua, bà đã đè đầu cưỡi cổ anh với tư cách là một người mẹ vợ, và bà đã quen với điều đó, vì vậy, bà ta có lợi thế lớn hơn về mặt tâm lý. Dư Hân xinh đẹp là vậy nhưng bà lại quá tầm thường, Dư Hân thì nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương. Còn bà lại quá cay nghiệt, chanh chua. Thái độ thì kiêu ngạo, độc đoán, lòng dạ như rắn rê. Dư Hân và bà quá khác xa nhau. Lệ Uy Long nói. Cậu dám nói tôi nhan sắc tầm thường. Tôi nói cho cậu biết, khi còn trẻ ta rất xinh đẹp, nhưng hiện tại chỉ là bởi vì ta có tuổi rồi,
đó là lý do tại sao ta không còn xinh đẹp như hồi còn xuân. Tô Ánh Tuyết tức giận nói. Sau đó bà lại nói tiếp, cậu nói tôi kiêu ngạo độc đoán, lòng dạ như rắn rết. Lòng dạ kiêu ngạo độc đoán như rắn rết ở đâu hả? Đừng tưởng rằng tôi không biết, bà đuổi ba tôi ra khỏi biệt thự, chính bà đã gián tiếp giết chết ông ấy. Lê Uy Long trở nên tức giận. Bà ta sau khi nghe anh nói lời này, toàn thân dùng mình run rẩy nói, cậu biết chuyện này ư? Đúng vậy, tôi đã biết từ sớm. Sao cậu biết, có phải Dư Hân nói cho cậu biết không? Bà ta nghi ngờ rằng chính cô đã nói với anh, chỉ có Chu Nhược Mai và chồng bà Hoàng Hòa biết được chuyện này. Chu Hòa nhất định sẽ không nói cho cậu ta biết chuyện này, chỉ còn Chu Nhược Mai, chắc chắn là cô. Bà không ngờ rằng đứa con gái mà mình nuôi nấng bao năm nay lại phản bội mình chỉ vì chồng. Thứ con cái bất hiếu. Không phải Dư Hân nói với tôi, mà là tôi tự mình tìm ra. Nếu không phải Dư Hân cầu xin cho bà thì bà đã chết từ lâu rồi. Cái gì, cậu tự mình tìm ra? Làm thế nào mà cậu tìm ra được? Không có chuyện đó, đừng vu khống tôi. Tô Ánh Tuyết biết được chuyện này không phải do Dư Hân nói ra, bà bắt đầu xấu hổ. Còn muốn chối, có một chiếc camera được lắp đặt trong phòng khách của biệt thự, chính tôi đã xem qua đoạn video đó. Sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên trắng bệch vì sợ hãi, cả người bà run lên. Chương 429 bà ta không ngờ. Bà không ngờ rằng có camera trong biệt thự. Bà đã hành hạ ba tôi như thế nào mỗi khi tôi vắng nhà. Để ba tôi dọn vệ sinh, để ba tôi lấy nước rửa chân cho bà, rồi còn đuổi ba ra khỏi biệt thự như thế nào, tôi biết hết cả rồi. Bây giờ, bà còn cái gì để mà chối cãi nữa hả? Anh càng lúc càng thêm tức giận. Tô Ánh Tuyết run giọng nói, cậu bắt cóc ta đến đây nhằm mục đích gì hả? Cậu muốn bao nhiêu tiền chuộc tôi đều có thể cho cậu, chỉ cần cậu chịu tha cho tôi. Cầu xin cậu hãy cho tôi về đi. Tôi không bắt bà đến đây để đòi tiền chuộc, Lê Uy Long này có phải là loại người thiếu tiền không? Vậy thì cậu muốn gì? Tô Ánh Tuyết thấy anh không phải vì tiền chuộc, một dự cảm không lành dấy lên trong người bà. Bà càng lúc càng trở nên sợ hãi. Tôi đang đòi lại công bằng cho ba của tôi. Ba của Lê Uy Long này không phải người mà loại đàn bà như bà có thể xúc phạm được. Cậu muốn lấy công bằng như thế nào? Tô Ánh Tuyết hỏi. Anh không trả lời câu hỏi của bà mà quay người lại nói với Phạm Cường. Đưa súng cho tôi. Anh Thiên, anh thực sự định giết bà ta hả? Phạm Cường do dự, dù sao thì người mà anh ấy định giết chính là mẹ vợ của chính mình. Nói lời vô nghĩa, đưa súng cho tôi. Lê Uy Long hét lên. Phạm Cường không dám chống lại mệnh lệnh nên đã rút súng và đưa cho anh. Khi Tô Ánh Tuyết nhìn thấy anh cầm súng trên tay, chân sợ tới mức ngã khuỵu xuống đất, run rẩy nói, Lê Uy Long, cậu muốn làm gì? Ban đầu, tôi để ba tôi sống ở biệt thự, chỉ muốn ông ấy sống một cuộc sống thoải mái hơn. Tôi không nghĩ tới việc bà lại làm mọi thứ hành hạ để hành hạ ông ấy, làm khổ ông ấy. Khiến ông sống khổ sở còn hơn trước đây. Hơn nữa, bà đã gián tiếp giết chết ba tôi, khiến tôi không còn cơ hội báo hiếu với ông ấy. Ta muốn giết bà ngay trước ba tôi, để trôi cơn hận này. Anh với vẻ hung dữ, tức giận nói. Đây là lần đầu tiên Tô Ánh Tuyết nhìn thấy anh hung dữ như vậy, bà ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong mắt bà, anh luôn luôn bị cười nhạo, luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn. Nhưng bà không ngờ rằng kẻ nhu nhược như anh lại thực sự lấy súng bắn bà. Không được, tôi là mẹ vợ của cậu, cậu không thể giết tôi. Tô Ánh Tuyết không ngờ rằng anh thật sự muốn giết mình. Đừng có lấy dùng thân phận mẹ vợ để nói chuyện với tôi, đừng quên. Bà đã cắt đứt quan hệ với Dư Hân, bà không còn là mẹ vợ của tôi nữa. Sớm biết có hôm nay, thì tại sao lúc trước lại làm ra những việc như vậy? Hồi đó, cho dù bà có gây khó dễ cho ba tôi như thế nào, nhưng không đuổi ba tôi ra khỏi biệt thự thì tôi đâu đến nỗi muốn giết bà. Nhưng bà thật sự quá đáng. Lúc đầu, bà nói rằng bà cũng muốn sống biệt thự. Tôi cũng vui lòng cho bà ở lại, nhưng không ngờ bà tâm địa độc ác, âm mưu muốn từ khách biến thành chủ biệt thự, đuổi ba tôi đi. Nhưng bà nên nhớ biệt thự là của tôi, không phải của bà. Bà dựa vào gì mà đuổi ba tôi đi, mà nếu đi thì người đó phải là bà. Bà không có tư cách gì để đuổi ba tôi, bà hiểu chưa? Anh càng trở tức giận hơn, chĩa súng thẳng vào Tô Ánh Tuyết. Bà ta sợ đến mức khóc lóc van xin, tôi không dám nữa, xin cậu hãy tha cho tôi. Chương 430 nằm mơ cũng không ngờ. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bà chỉ là muốn đuổi Dương Văn Diệp đi khỏi biệt thự nhà Lê Uy Long một lúc, không ngờ lại chuốc họa vào thân.
Bố tôi đã bị bà hại chết, lần này bà còn muốn gì nữa đây? Con cái muốn báo hiếu mà bố không còn, là bà, tại bà khiến tôi cả cơ hội báo hiếu cũng không có. Lê Uy Long gào thét. Tô Ánh Tuyết, người chết không thể sống lại, cho dù cậu có giết tôi cũng vô dụng thôi, bố cậu vẫn không sống lại được. Lê Uy Long, bà câm miệng cho tôi. Bà hại chết bố tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi bỏ qua cho à? Trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Chu Lệ Bình, cho dù nói như thế nào, tôi cũng là mẹ vợ của cậu, đây đã là sự thật không cách nào thay đổi. Nếu như cậu giết tôi chính là giết mẹ, là tội, đại nghịch bất đạo, trời đất không dung tha. Lê Uy Long, thù giết cha, quyết không đội trời chung. Nếu tôi không giết bà, tôi không xứng làm người. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan căng thẳng theo, chuyện này ai đúng ai sai thật sự khó định đoạt, nếu Lê Uy Long giết Tô Ánh Tuyết, nhất định sẽ để lại tiếng xấu cho anh tội giết mẹ. Nếu không giết bà ta, thì không thể báo thù, thật là tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ muốn khuyên nhủ Lê Uy Long, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ đành để tùy Lê Uy Long tự mình quyết định. Tô Ánh Tuyết bình tĩnh nói, vấn đề ở đây là, không phải tôi trực tiếp hại chết bố của cậu. Mặc dù đuổi ông ấy khỏi biệt thự là tôi sai, nhưng ai ngờ được từng tuổi này rồi, ông ấy còn khoe mẽ hóa anh hùng, học đòi anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả là tự đi nạp mạng, chuyện này có thể trách tôi sao? Mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ nguyên nhân bà đuổi bố tôi khỏi nhà. Nếu bà không đuổi bố tôi đi, ông ấy sẽ không chết. Là bà gián tiếp hại chết ông ấy, bà khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Bố tôi thân là quân nhân, gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, đó là bản sắc của một người quân nhân, anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa, không phải khoe mẽ. Biết rõ không đấu lại nhưng vẫn thề chết không lui, đây là khí phách của một anh hùng. Lê Uy Long nói một tràng dài. Được, nếu như tôi không đuổi ông ấy đi, ông ấy sẽ không gặp chuyện bất bình, cũng sẽ không có cơ hội trở thành cựu anh hùng người người kính mộ ở cái thành phố Đà Lạt này. Nếu đêm đó tôi không đuổi ông ấy, cô gái kia sẽ bị xâm hại, ông ấy đánh đổi một cái mạng già tuổi gần đất xa trời, cứu lại được một cô gái trẻ, chẳng lẽ không đáng giá hay sao? Miệng lưỡi Tô Ánh Tuyết sắc bén, bắt đầu nói đạo lý với Lê Uy Long. Lê Uy Long bị Tô Ánh Tuyết phản bác không nói nên lời. Chẳng lẽ mình thật sự sai lầm? Tô Ánh Tuyết thấy Lê Uy Long không còn gì để nói, lại tiếp tục lên tiếng, nếu như cậu giết tôi, sau khi Dư Hân biết được nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Nếu con bé biết cậu là kẻ thù giết mẹ, con bé chắc chắn sẽ ly hôn với cậu, thậm chí giết cậu để trả thù thay tôi. Cậu yêu Dư Hân đến vậy, chẳng lẽ cậu buông bỏ được muốn trở mặt thành thù với nhau hay sao? Đừng nói nữa, bất luận bà có nói thế nào, tôi vẫn sẽ giết bà. Lê Uy Long giận dữ giống to. Vì sao? Chẳng lẽ cậu không yêu Dư Hân hay sao? Tô Ánh Tuyết không ngờ với cái lưỡi dài ba tấc không chê vào đâu của mình, nói đã muốn líu lưỡi rồi, vậy mà chẳng thể thuyết phục được Lê Uy Long tha cho mình. Lê Uy Long không trả lời vấn đề của Tô Ánh Tuyết, mà là dứt khoát nổ súng. Đùng, một tiếng súng vang lên, vang vọng rất lâu trong không gian tĩnh lặng giữa Nghĩa Trang Linh Sơn. Tô Ánh Tuyết ngã gục xuống ngay trước mộ Dương Văn Diệp. Lê Uy Long nói, bởi vì bà không chết, không đủ sức thuyết phục để bình ổn số đông. Chương 431 sợ hãi quá. Lê Uy Long bắn quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp khuyên giải, Tô Ánh Tuyết đã ngã xuống rồi. Nhưng mà, trên người Tô Ánh Tuyết không có máu chảy ra, cũng không có thương tích. Bởi vì, phát súng vừa rồi của Lê Uy Long bắn lên trời. Còn Tô Ánh Tuyết là vì sợ hãi quá nên sụi lơ tại chỗ. Vừa rồi lúc Lê Uy Long nổ súng, anh đột nhiên nhớ tới chuyện thân thế của Chu Nhược Mai còn chưa tra rõ, cho nên tạm thời thay đổi ý định, hướng nòng súng lên trời để bóp cò. Nổ xong một phát súng này, Lệ Uy Long cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều, giống như đã giết được Tô Ánh Tuyết. Tôi cho bà một cơ hội nữa. Nói, Dư Hình có phải là con ruột của bà hay không? Nếu như còn dám nói dối, tôi thật sự sẽ bắn chết bà. Lệ Uy Long lạnh lùng nói. Tô Ánh Tuyết bị phát súng vừa nãy của Lệ Uy Long dọa sợ. Tè ra ướt cả quần. Lúc này lại nghe được tiếng của Lê Uy Long, bà mới biết mình còn chưa chết. Bà cảm giác giống như mình vừa mới đi một vòng từ cửa âm phủ trở về, rất lâu mới hồi thần, cũng không biết Lê Uy Long đang nói cái gì. Lê Uy Long lại lên tiếng, mau thành thật đi, Dư Hân rốt cục có phải do bà sinh ra hay không? Nếu còn không nói, tôi liền bắn chết bà. Không phải, phải. Tô Ánh Tuyết hoảng sợ tột độ. Nếu như nói ra sự thật bà không phải là mẹ ruột của Chu Nhược Mai, lại lo lắng không có lá chắn quan hệ mẹ con này,
Lệ Uy Long càng không còn vướng bận nào mà thẳng tay giết bà. Còn nếu như nói dối, không kịp đợi bà khai thật, sợ là Lệ Uy Long đã lập tức bắn bỏ bà. Cho nên, bà rất rối rắm, không biết phải làm sao mới phải. Tôi hỏi bà một lần cuối, bà hãy nói cho rõ ràng, phải hay là không. Lệ Uy Long nói xong, họng súng đã chĩa thẳng về phía Tô Ánh Tuyết. Đối mặt với sự tra hỏi cứng rắn đến từ Lệ Uy Long, tâm lý của Tô Ánh Tuyết hoàn toàn sụp đổ, bà khóc lóc nói, không phải. Nó không phải là con gái của tôi. Nghe được câu trả lời như vậy, Lệ Uy Long sửng sốt mất một lúc, không ngờ Tô Ánh Tuyết và Chu Nhược Mai không phải là mẹ con ruột. Lệ Uy Long hỏi tiếp, vậy bố mẹ ruột của Dư Hân là ai? Tô Ánh Tuyết, Chu Hòa là bố ruột của Dư Hân, nhưng mà tôi thì không phải mẹ ruột. Lệ Uy Long lại hỏi, vậy tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Mẹ ruột Dư Hinh là ai? Tô Ánh Tuyết, chuyện này một lời khó nói hết, cậu có thể đừng giương súng vào tôi không, tôi sắp bị cậu hù chết rồi. Được, một lời khó nói hết thì để cho bà từ từ nói. Tôi thu súng trước, nếu như bà dám bịa đặt nửa lời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lệ Uy Long nói xong thì thu súng về. Tô Ánh Tuyết nói, mẹ ruột của Dư Hân tên là Giang Mộng Vận, sau khi hạ sinh Dư Hân thì đã liền rời khỏi nhà họ Chu. Vì sao bà ấy phải rời đi? Lệ Uy Long hỏi. Tô Ánh Tuyết, bà ấy bị ép buộc phải rời khỏi nhà họ Chu. Chương 432 nói rõ. Lệ Uy Long hỏi, bà của Dư Hân, vì sao muốn ép mẹ ruột của em ấy đi? Tô Ánh Tuyết, bởi vì Giang Mộng Vận có xuất thân nghèo nàn, chỉ là con gái trong một gia đình bình thường. Gia chủ nhà họ Chu cảm thấy bà ấy không xứng với nhà họ Chu, cho nên mới ép bà đi. Nghe đến đây, trái tim Lệ Uy Long bất chợt run lên. Bởi vì tình huống này, tương tự như cảnh ngộ mà mẹ anh gặp phải. Cậu hẳn cũng biết đó, hôn nhân con nhà quyền thế đều coi trọng môn đăng hộ đối. Nếu cưới một cô gái xuất thân nghèo nàn như vậy, sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, người xuất thân nghèo khó, giáo dưỡng thường không được tốt, mấy phương diện lễ nghi này nọ sẽ có sự chênh lệch, mà gen di truyền cũng không đủ tốt, đứa con sinh ra sẽ không ưu tú. Tô Ánh Tuyết giải thích việc Giang Mộng Vận bị ép phải rời đi. Xít, nói năng vô lý, Lệ Uy Long hoàn toàn nổi giận, nhà họ Chu các người thì có cái lễ nghi gì, bản chất càng không cần phải bàn tới. Bao năm qua, các người luôn bày đủ loại hình thức để châm biếm, sỉ nhục tôi và Dư Hân, đây mới đúng là bản chất của các người phải không? Tô Ánh Tuyết á khẩu không nói được gì, cũng không dám nói lung tung. Nhà họ Chu mấy người, đều là một đám mắt chó, bợ đít kẻ tiểu nhân. Đám các người là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, gặp người có tiền có thế thì a dua nịnh nọt, đối với những người thân phận thấp kém thì tìm đủ mọi cách chế giễu, bà còn dám ở đây lên tiếng nói tố chất với tôi. Lệ Uy Long càng nói càng giận. Bởi vì chuyện mẹ ruột Chu Nhược Mai đã đâm trúng điểm đau của anh, nghe thêm mấy lời nói vô nghĩa của Tô Ánh Tuyết, lại càng khiến anh nhớ tới mẹ mình. Mẹ anh Lê Hồng Lý, là một cô gái xuất thân bình thường, được gả vào gia đình nhà họ Long giàu có ở thủ đô. Về sau nhà họ Long lại cho rằng mẹ anh chỉ là một dân đen bình thường, thân phận thấp kém, không xứng với nhà bọn họ, không xứng làm con dâu nhà họ Long. Còn anh vì là đứa con được sinh ra bởi tầng lớp hạ lưu, cho nên hai mẹ con anh đồng thời bị trục xuất khỏi nhà họ Long, lang bạt khắp nơi, chịu biết bao khổ cực. Mãi cho đến khi lưu lạc tới Đà Lạt, khi sắp chết đói thì gặp được Chu Nhược Mai và ông nội của cô, hai ông cháu đã vươn tay cứu giúp, cho hai mẹ con anh một khoản tiền, nhờ thế mới có thể tiếp tục sinh tồn. Đáng tiếc là, sau này mẹ anh vẫn bị buồn bực mà chết. Lệ Uy Long chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với ai chuyện này, bởi vì anh hận nhà họ Long, hận bọn họ máu lạnh tuyệt tình. Anh vĩnh viễn cũng không quên, năm đó anh và mẹ đã quỳ gối trước cửa nhà họ Long đau khổ cầu xin, nhưng vẫn bị bọn họ vô tình đuổi đi. Lệ Uy Long vốn mang họ Long, nhưng anh hận nhà họ Long, cho nên đã sửa lại họ, lấy họ mẹ là Lê. Hơn nữa còn lập lời thề, suốt đời này không lấy họ Long, chỉ mang họ Lê. Vừa nãy bà nói, gen di truyền của người nghèo không xứng với người giàu, vậy tại sao Dư Hân lớn lên lại xinh đẹp, trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành của cả thành phố Đà Lạt này? Vì sao em ấy tài hoa, ưu tú như thế, mà nhà họ Chu các người ngoại trừ em ấy ra, tất cả đều chỉ là một đám hề vô dụng. Điều này thì giải thích thế nào? Sắc mặt Tô Ánh Tuyết hết đỏ rồi chuyển sang trắng, bà suy nghĩ một lúc mới yếu ớt lên tiếng, có thể là được thừa hưởng gen tốt từ bố nó. Ông ta cũng là một kẻ phế vật, có khúc gen tốt nào để em ấy thừa hưởng? Em ấy xinh đẹp thì liên quan gì tới ông ta?
đó là gen của mẹ em ấy. Đừng tưởng xuất thân nhà giàu có là giỏi lắm. Rất nhiều con cháu nhà giàu, cả thành tích và tài năng đều không bằng dân thường. Lệ Uy Long quát lớn. Thầm nghĩ, anh cũng là một đứa con rơi của nhà họ Long được dân thường sinh ra, nhưng trải qua quá trình tự cố gắng phấn đấu, hiện tại vẫn có thể trở thành một trong những hộ soái bảo vệ quyền lực, oai phong một cõi Long Quốc hay sao? Trước đây anh đã từng xem một số bộ phim truyền hình, trong phim nếu nam chính hoặc nữ chính trong trường hợp bố mẹ hiện tại không phải ruột thịt, vậy thì thân phận bố mẹ ruột của họ phải càng trâu bò hơn nữa. Về phương diện này, anh rất chi xem thường, tựa như chỉ có bố mẹ ruột địa vị càng cao thì mới có thể chứng tỏ được xuất thân ưu việt của nhân vật chính, ưu tú hơn người. Giống như một bộ tiểu thuyết ở dễ gì đó, thân phận thật sự của nam chính là cậu ấm của một gia đình quyền quý, động một tí sẽ đòi trở về kế thừa gia sản nghìn tỷ. Lệ Uy Long anh, không dựa vào thế lực nhà họ Long, mẹ ruột xuất thân bần hàn, nhưng tự mình phấn đấu, cũng có thể trở thành một tướng soái nắm trong tay chục nghìn quân binh. So ra đâu cần phải dựa vào tài sản hay quyền thế gia đình như những cậu ấm kia. Trước giờ, anh hùng không hỏi xuất thân. Lệ Uy Long biết anh có hơi kích động, sau khi bình ổn cảm xúc mình lại mới hỏi tiếp Tô Ánh Tuyết, mẹ của Dư Hân bây giờ ở đâu? Chương 433 bà ấy ở đâu? Tôi cũng không biết bà ấy đâu, tôi chỉ biết bà ấy không giờ sống ở Đà Lạt, gia đình bà ấy ở vùng khác. À đúng rồi, hình như bà ấy là người Quảng Ngãi. Tô Ánh Tuyết nói. Lệ Uy Long, vậy tại sao bà ấy lại quen biết được với Chu Hòa? Bọn họ là bạn thời đại học, quen biết nhau lúc đi học. Lệ Uy Long lại hỏi, Chu Hòa có biết tung tích của bà ấy không? Chắc là không đâu, trước kia Chu Hòa còn lén tôi điều tra, nhưng tìm đến cuối cùng vẫn không chút tăm hơi. Bởi vì bà cũng đã dọn sạch rồi, không còn ở Quảng Ngãi nữa, cũng không biết đã chuyển đi nơi nào. Chuyện này, tại sao các người không nói cho Dư Hân? Tại sao vẫn muốn tiếp tục lừa gạt em ấy? Không nói cho nó biết mới là lẽ thường tình. Ai lại đi nói với đứa con mình nuôi lớn rằng, mình không phải mẹ ruột của nó. Với lại khi đó, gia chủ nhà họ Chu cũng không để cho người nào nhắc tới chuyện này, ai dám nói lung tung chứ? Lệ Uy Long cũng cảm thấy Tô Ánh Tuyết nói có lý, có ai sẽ lại đi nói thẳng với con mình không phải mẹ ruột. Về chuyện mẹ ruột Dư Hân, bà còn biết thêm gì nữa không? Lệ Uy Long rất muốn giúp Chu Nhược Mai truy hỏi tung tích của mẹ cô. Những gì tôi biết đều đã nới với cậu, không còn gì nữa. Giang Mộng Vận chỉ mới sinh Dư Hân được vài ngày thì đã bị ép đi rồi. Còn tôi mấy tháng sau đó mới được gả vào, những chuyện tôi biết được chỉ có nhiêu đó. Chuyện này đã qua hơn 20 năm rồi, đã không còn ai nhắc lại. Được rồi, nếu bà không biết, thì thôi vậy. Lệ Uy Long cho rằng bà ta cũng không dám giấu giếm. Có truy hỏi thêm nữa cũng chẳng được kết quả gì. Chuyện đã qua 20 năm, Giang Mộng Vận giờ ở nơi đâu không ai biết, muốn truy hỏi xác thực là có hơi khó khăn. Tôi đã nói hết tất cả đều những điều mình biết, chẳng lẽ cậu còn không chịu buông tha, vẫn muốn giết tôi sao? Tô Ánh Tuyết sợ hãi. Niệm tình ân tình bà đã nuôi dưỡng Dư Hân, hôm nay tôi không giết bà, tôi sẽ thả cho bà một con đường sống. Lệ Uy Long hiểu, chuyện này Tô Ánh Tuyết cũng không thực sự đáng chết. Bởi vì bà chỉ đuổi bố anh khỏi nhà thôi, vốn không thể biết được chuyện gì phát sinh sau đó. Tuy khoảng thời gian ông ấy ở biệt thự đều bị ức hiếp, nhưng cũng chỉ là những chuyện thường thấy trong gia đình. Nếu bởi vì chuyện này mà anh giết mẹ vợ, không khỏi quá tàn bạo đi. Đổi lại là người bình thường khác, bởi vì nguyên nhân này mà giết mẹ vợ, nhất định sẽ bị ngồi tù, thậm chí bị phán tử hình. Tuy anh là một hộ soái bảo vệ nhưng cũng không vì thế mà được lạm dụng chức quyền. Coi mạng người như cỏ rác. Đối địch với kẻ thù thì có thể giết, nhưng đối mặt với người dân thường, khoan dung được thì vẫn hãy khoan dung. Hơn nữa, với tính cách của bố, nhất định sẽ không để anh chỉ vì chuyện thế này mà ra tay giết mẹ vợ. Tuy Tô Ánh Tuyết không phải mẹ ruột Chu Nhược Mai, nhưng suy cho cùng cũng là người mẹ đã nuôi lớn Chu Nhược Mai, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu như anh giết chết mẹ nuôi Chu Nhược Mai, sau khi Chu Nhược Mai biết được chân tướng, quan hệ của hai người chắc chắn sẽ sụp đổ, thậm chí có khả năng ly hôn. Lui nhường một bước, trời cao biển rộng. Là một người đàn ông, nên rộng lượng, nên mang trên mình chuyện quốc gia đại sự, những chuyện vụn vặt thế này, hãy để nó qua đi. Cái chết của bố hoàn toàn do bản lĩnh dám làm việc nghĩa của ông chết rất oanh vinh. Cậu thả tôi đi thật sao? Tô Ánh Tuyết ngờ ngợ không tin Lê Uy Long sẽ thả bà, trong lúc bà đang lo sợ chuẩn bị rời đi. Lệ Uy Long lại bắn một phát súng phía sau lưng bà. Không, tuy tôi đã hứa không giết bà,
nhưng có một việc bà nhất định phải làm. Lê Uy Long nói, là chuyện gì, miễn là cậu không giết tôi, cậu muốn tôi làm chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Tô Ánh Tuyết hiện tại chỉ muốn bảo toàn sinh mệnh, không chuyện gì quan trọng hơn mạng sống. Nhận lỗi với bố tôi xong, bà có thể đi. Lê Uy Long tuy không giết Tô Ánh Tuyết, nhưng anh yêu cầu bà phải nhận lỗi với bố mình. Biết sai nhận lỗi mới là chuyện cần thiết. Chương 434 nhận lỗi. Tô Lệ Bình hiểu được ý định của Lê Vĩnh Thiên, lập tức bỏ đến trước bia mộ của Dương Văn Đoàn, sau đó không ngừng dập đầu. Ông thông gia, tôi sai rồi, xin ông tha thứ cho tôi. Tôi không nên cố tình gây khó dễ cho người khác, lại càng không nên đuổi ông ra khỏi biệt thự. Là tôi gián tiếp hại chết ông là người đáng kính trọng rộng lượng, xin ông hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tô Lệ Bình vừa nói vừa dập đầu. Lê Vĩnh Thiên thấy Tô Lệ Bình cũng đã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi rồi, cuối cùng anh cũng đã buông bỏ được rồi. Được rồi, bà có thể đi được rồi. Chuyện hôm nay, bà không được nhắc đến với bất kỳ ai khác, đặc biệt là Dư Hân, nếu không tôi tuyệt đối không nương tay đâu. Lê Vĩnh Thiên nói. Được, được, tôi cam đoan sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai khác. Tô Lệ Bình nói. Vậy mau cút đi, Lê Vĩnh Thiên nói. Tô Lệ Bình lập tức vừa lăn vừa bò, lăn đến tận chiếc xe BMW của mình, sau đó vẫn chưa hết sợ hãi lái xe đi. Phạm Cương và Hà Ngọc Vinh nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên cuối cùng cũng thả Tô Lệ Bình đi rồi, đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lê Vĩnh Thiên cũng đi đến trước mộ của Dương Văn Đoàn, quỳ xuống nói, bố, con trai thật sự không có cách nào lạnh lùng xuống tay với một người phụ nữ tay không tấc sắt, xin bố tha thứ cho con. Con trai cũng không thể lạm dụng chức quyền, giết hại dân thường, hy vọng bố có thể hiểu được. Con nghĩ bố chắc chắn cũng sẽ không hy vọng con vì chuyện này mà giết thông gia của bố đâu. Chuyện này, kết thúc ở đây thôi. Lê Vĩnh Thiên nói xong lại dập đầu 3 lần, sau đó đứng dậy. Anh Thiên, bây giờ chuyện của tập đoàn Vương Lôi đã được giải quyết xong rồi, bước tiếp theo, chúng ta nên làm như thế nào đây? Phạm Cương bước lên phía trước hỏi. Bây giờ, được Lưu Đạt Thông chữa trị, bệnh của bố mẹ cô giáo Lê Hồng Ngọc đã khỏe hẳn rồi, Tịnh San cũng đã khôi phục rồi, là lúc để cô giáo của tôi giành lại chức vụ giáo viên, quay về bục giảng rồi. Tịnh San cũng có thể quay về trường học đi học tiếp. Lê Vĩnh Thiên nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên hệ với Bộ Giáo dục, để bọn họ khôi phục lại chức vụ của cô Lê Hồng Ngọc. Phạm Cương nói. Được, anh nói với Bộ trưởng của Bộ Giáo dục đi, cô Lê Hồng Ngọc là cô giáo có ơn với một hộ soái bảo vệ. Cô giáo xuất sắc như thế mà cũng dám đuổi việc, anh hỏi ông ta có muốn đi làm nữa không? Lê Vĩnh Thiên nói. Dạ, Phạm Cương nói. Còn nữa. Bùi Phú Quý đứng thứ 5 của Đà Lạt và con trai ông ta Bùi Thái Khang, cũng là lúc tìm bọn họ tính sổ rồi. Long Quốc chúng ta tuyệt đối không cho phép thứ cặn bã như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Lê Vĩnh Thiên nói. Dạ, Phạm Cương nói. Dặn dò xong mọi việc, Lê Vĩnh Thiên lái xe quay về tập đoàn Galaxy. Phạm Cương, Hà Ngọc Vinh cũng dẫn dắt những tinh anh đặc chủng kia rút lui. Lúc này, ở nhà của Lê Hồng Ngọc. Hôm nay Lưu Đạt Thông đến kiểm tra cho mẹ của Lê Hồng Ngọc, bà Hồng Liên. Trong thời gian này được Lưu Đạt Thông chữa trị xong, bệnh tâm thần của Hồng Liên thật ra cũng đã khỏe lại từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, Lưu Đạt Thông bận đến đầu tắt mặt tối chữa trị cho Lê Hùng Thanh, Tịnh San, Hồng Liên, hơn nữa còn chữa trị hết cho tất cả bọn họ. Lê Hồng Ngọc cực kỳ biết ơn Lưu Đạt Thông, cũng càng ngày càng có thiện cảm với anh ấy. Vì anh ấy không những chữa khỏi bệnh cho bố mẹ mình, còn chữa trị được cho học sinh của mình, đối với cô Lưu Đạt Thông thật sự giống như ân nhân vậy. Đặc biệt là bệnh của Tịnh San, ở các bệnh viện lớn đều bó tay không có cách nào, kết luận nửa đời sau cô ấy không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình, phải ngồi trên xe lăn suốt thời gian còn lại. Mà Lưu Đạt Thông vừa ra tay, không cần đến 1 tháng đã chữa khỏi bệnh cho Tịnh San như một kỳ tích, để cô ấy được khôi phục như bình thường, đi lại thoải mái. Lê Hồng Ngọc cực kỳ khâm phục thuật chữa bệnh của Lưu Đạt Thông. Thậm chí có thể nói là sùng bái. Vì vậy, hôm nay khi Lưu Đạt Thông lại đến nhà kiểm tra cho mẹ mình, Lê Hồng Ngọc lập tức chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon, giữ Lưu Đạt Thông ở lại ăn cơm. Chương 435 ở lại ăn cơm. Vốn dĩ Lưu Đạt Thông cũng ngại không muốn ở lại nhà Lê Hồng Ngọc ăn cơm, nhưng mà Lê Hồng Ngọc và bố mẹ cô ấy đều cố gắng hết sức mong mỏi anh ấy ở lại ăn một bữa cơm, để bày tỏ tấm lòng cảm ơn. Lưu Đạt Thông khó từ chối được tấm lòng nhiệt tình, đành phải ở lại ăn cơm với bọn họ. Lê Hùng Thanh và Hồng Liên cũng cực kỳ biết ơn Lưu Đạt Thông, vô cùng khen ngợi. Lúc ăn cơm,
Hồng Liên bắt đầu liên tục hỏi Lưu Đạt Thông đủ loại câu hỏi. Bác sĩ Lưu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Liên hỏi. Bác gái, năm nay cháu 29 tuổi. Lưu Đạt Thông trả lời đúng sự thật. Tuy rằng Lưu Vĩnh Thiên là hộ soái bảo vệ, nhưng Lưu Đạt Thông còn lớn tuổi hơn cả Lê Vĩnh Thiên. Trùng hợp vậy sao? Lê Hồng Ngọc nhà tôi năm nay cũng 29 tuổi. Hồng Liên nói. Gương mặt Lê Hồng Ngọc ửng đỏ, sao mẹ lại nói tuổi mình ra làm gì, chẳng lẽ bà ấy không biết tuổi tác của phụ nữ là điều bí mật sao? Thật sự không ngờ được, thế mà cháu lại cùng tuổi với cô giáo Lê Hồng Ngọc. Lưu Đạt Thông nói. Bác sĩ Lưu, tôi lại hỏi cậu thêm một câu nữa, hy vọng cậu bỏ qua cho. Hồng Liên nói. Không đâu ạ, bác gái có vấn đề gì cứ hỏi đi ạ. Lưu Đạt Thông nói. Được, vậy tôi hỏi thẳng, cậu đã kết hôn chưa? Hồng Liên hỏi. Vẫn chưa ạ, Lưu Đạt Thông cũng cảm thấy khó hiểu, bác gái hỏi câu này là có ý gì? Vậy cậu có bạn gái chưa? Hồng Liên lại hỏi. Cũng chưa ạ, cháu vẫn luôn ở trong quân đội làm công tác y tế, không có thời gian yêu đương hẹn hò. Lưu Đạt Thông nói. Thật trùng hợp, Lê Hồng Ngọc nhà chúng tôi cũng chưa kết hôn, đã là con gái lớn 29 tuổi rồi, ngay cả bạn trai cũng không có, thật sự là sốt ruột chết mất. Hồng Liên nói. Bà ấy vừa dứt lời, gương mặt Lê Hồng Ngọc lập tức đỏ rực. Đương nhiên cô ấy hiểu được mẹ mình có ý gì, đây là muốn làm mối cho mình và bác sĩ Lưu sao. Một chuyện không biết xấu hổ như vậy, sao có thể nói thẳng ra như vậy được chứ? Nhưng mà, Lưu Đạt Thông cũng giống như Lê Vĩnh Thiên, đều là những người đàn ông thẳng như sắt thép, lúc này vẫn chưa hiểu Hồng Liên có ý gì, nói cô giáo Lê Hồng Ngọc vừa có sắc vừa có tài, là một cô giáo xuất sắc tài đức vẹn toàn, sẽ có rất nhiều người theo đuổi, không lo không có đối tượng, bác gái đừng sốt ruột quá. Ôi, Hồng Liên thở dài, nói, nào có được tốt đẹp như cậu nói. Bây giờ con bé bị tước mất tư cách giáo viên rồi, ngay cả công việc cũng không còn. Bác gái đừng lo lắng, không đến mấy ngày sau, cô giáo Lê Hồng Ngọc nhất định sẽ được khôi phục chức vụ, quay về trường học làm cô giáo một lần nữa. Lưu Đạt Thông nói. Sao cậu biết được, chẳng lẽ cậu còn có thể không cần đoán cũng biết được chuyện trong tương lai sao? Hồng Liên kinh ngạc hỏi. Cháu nào có thần kỳ như vậy, cháu chỉ có cảm giác, giáo viên xuất sắc như cô giáo Lê Hồng Ngọc. Nhất định sẽ quay về bục giảng một lần nữa. Lưu Đạt Thông đương nhiên biết rõ, hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên chắc chắn sẽ không để cho cô giáo của mình không có việc làm, Lê Hồng Ngọc khôi phục chức vụ, đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu Lê Hồng Ngọc thật sự khôi phục được chức vụ giáo viên, vậy thật sự quá tốt rồi. Có điều, tôi cảm thấy khả năng này thấp lắm. Hồng Liên nói. Vậy thì bác cứ mở mắt chờ xem thôi. Lưu Đạt Thông nói. Không nói trước chuyện này. Bác sĩ Lưu. Tôi lại hỏi cậu thêm một câu nữa. Hồng Liên nói. Có vấn đề gì, bác gái cứ hỏi thẳng là được. Lưu Đạt Thông nói. Vậy, cậu cảm thấy Lê Hồng Ngọc nhà chúng tôi thế nào? Hồng Liên hỏi. Lê Hồng Ngọc thấy mẹ mình hỏi câu như vậy, gương mặt lập tức đỏ rực như giáng chiều. Lưu Đạt Thông lập tức sững sờ, có điều vẫn không hiểu được Hồng Liên có ý gì. Nói đúng sự thật, cô giáo Lê Hồng Ngọc rất tốt, con người vừa xinh đẹp lại hiếu thảo. Là cô gái hiền lành điển hình cho mẹ hiền vợ đảm, nếu ai cưới được cô ấy, nhất định là may mắn đã tu luyện từ kiếp trước. Nghe thấy Lưu Đạt Thông nói như vậy, trong lòng Lê Hồng Ngọc cũng rất vui mừng. Có điều cô ấy đã dự đoán được mẹ mình sắp nói gì tiếp rồi, càng không ngừng nháy mắt với mẹ, ra hiệu bà ấy đừng nói thêm gì nữa. Nếu còn nói tiếp, mình sẽ xấu hổ mất hết mặt mũi thôi. Nhưng mà, Hồng Liên lại không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của con gái, tiếp tục nói, bác sĩ Lưu. Thuật chữa bệnh của cậu giỏi giang, chưa khỏi bệnh cho tôi và bố của Lê Hồng Ngọc, đối với cả nhà chúng tôi có thể nói là ơn nặng như núi. Cô giáo Lê Hồng Ngọc là cô giáo có ơn với Lê Vĩnh Thiên, đồng đội của cháu, các bác là bố mẹ của cô giáo Lê Hồng Ngọc, cháu không thể chối từ nhất định phải chữa khỏi bệnh cho các bác, đây là chuyện cháu phải làm, các bác đừng để trong lòng. Lưu Đạt Thông nói, bất kể nói thế nào, cậu cũng là ân nhân của nhà chúng tôi. Cậu cũng cảm thấy Lê Hồng Ngọc nhà chúng tôi không tệ. Hơn nữa hai người đều đã không còn ít tuổi nữa, lại chưa có người yêu, chẳng lẽ không cân nhắc một chút sao, cuối cùng Hồng Liên cũng nói đến chỗ quan trọng, bà ấy cảm thấy mình nói đến đây thôi, dừng lại đúng lúc, Lưu Đạt Thông cũng có thể hiểu được mình có ý gì rồi. Lưu Đạt Thông nghe thấy Hồng Liên nói như vậy, trong lòng lập tức run lên. Cho dù anh ấy có thẳng thắn đến mức nào chăng nữa, nghe đến đó, cũng hiểu được ý của bà ấy. Anh ấy không kiềm chế được liếc nhìn Lê Hồng Ngọc một cái. Mà lúc này Lê Hồng Ngọc cũng không kiềm lòng được liếc nhìn Lưu Đạt Thông một cái.
Bốn mắt nhìn nhau, lập tức giống như hai dòng điện va chạm, trên không trung cọ sát ra tia lửa. Khi ánh mắt này chạm nhau, chạy thẳng đến tâm hồn, khiến trái tim hai người đều đập thình thịch. Sau khi nhìn nhau mấy giây đồng hồ, hai người xấu hổ đều nhìn sang chỗ khác. Thật ra, trong khoảng thời gian này chung sống với nhau, Lưu Đạt Thông cũng rất động lòng với cô gái trưởng thành vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo như Lê Hồng Ngọc, cực kỳ có thiện cảm. Chẳng qua, Lê Hồng Ngọc là cô giáo của Lê Vĩnh Thiên, anh ấy làm sao dám có ý đồ gì với cô giáo của hộ soái bảo vệ chứ? Cho anh ấy 100 lá gan, anh ấy cũng không dám. Không ngờ được mẹ của Lê Hồng Ngọc lại cố gắng làm mối cho mình và Lê Hồng Ngọc. Bữa cơm này đột nhiên biến thành xem mắt. Điều này khiến anh ấy rất bất ngờ. Có phải chuyện này tiến triển nhanh quá rồi không? Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Có phải bệnh thần kinh của mẹ lại tái phát rồi không? Lê Hồng Ngọc vì xấu hổ, mà đã ngượng ngùng đến mức mất hết mặt mũi rồi, đành phải tìm lý do này đưa ra để làm dịu bầu không khí. Đúng vậy đấy, bác gái lại ăn nói linh tinh rồi, nếu không thì để cháu kiểm tra cho bác một chút. Lưu Đạt Thông cũng nói. Tôi không có bệnh tật gì hết, tôi đã khỏe rồi. Hai người nhanh như vậy đã đoàn kết nhau bắt nạt tôi đúng không? Hồng Liên là người từng trải, từ trong ánh mắt của hai người vừa nãy, cũng đã nhìn ra, có hy vọng rồi. Chương 436 đôi bên xấu hổ. Nghe thấy Hồng Liên nói như vậy, Lê Hồng Ngọc và Lưu Đạt Thông lại không kiềm lòng được liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy tình cảm của nhau từ trong mắt đối phương, sau đó lại vội vàng nhìn sang chỗ khác. Mẹ, nếu mẹ còn nói năng linh tinh nữa, con thật sự sẽ đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần đấy. Lê Hồng Ngọc đỏ mặt nói. Đưa vào bệnh viện tâm thần làm gì, nhà chúng ta có bác sĩ Lưu mà. Hồng Liên cũng sửa miệng xếp Lưu Đạt Thông vào thành người nhà mình. Bác gái, tình hình của bác như vậy, có lẽ là thuật chữa bệnh của cháu chưa đủ, không thể chữa trị hoàn toàn cho bác được. Nếu bác còn tiếp tục nói những chuyện không liên quan như thế này, cháu đề xuất bác nên đến bệnh viện tâm thần chữa trị thôi. Lưu Đạt Thông cũng nói. Được được, tôi phục hai người rồi, nhanh như thế đã thuận vợ thuận chồng rồi, tôi nói mà. Hồng Liên nhìn thấy Lưu Đạt Thông và con gái mình cũng đoàn kết lại đối phó mình, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Bà ấy biết rõ nói đến đây cũng đủ rồi. Còn lại cứ để cho hai người trẻ tuổi này tự phát triển là được. Mà Lê Hồng Ngọc và Lưu Đạt Thông nghe thấy Hồng Liên lại có thể nói ra câu thuận vợ thuận chồng này, hai người đều cực kỳ xấu hổ. Khụ khụ, đừng tán gẫu linh tinh nữa, ăn cơm đi, gắp thức ăn đi. Lê Hùng Thanh nãy giờ không nói gì nhìn thấy hai người trẻ tuổi đều rơi vào xấu hổ, vội vàng lên tiếng phá vỡ sự lúng túng. Đúng, bác sĩ Lưu ăn cơm đi, ăn nhiều thức ăn một chút. Hồng Liên cũng nói. Sau đó, Lê Hồng Ngọc cũng đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Đạt Thông nữa. Ngực Lưu Đạt Thông cũng vẫn đập thình thịch không ngừng, anh ấy thật sự không dám tưởng tượng, nếu Lê Vĩnh Thiên biết mình kết hôn với cô giáo của hộ soái bảo vệ, sẽ có phản ứng như thế nào. Bác sĩ Lưu, bao giờ thì cậu về quân đội? Hồng Liên lại hỏi. Chuyện này vẫn chưa nói trước được, khi nào anh Thiên bảo cháu quay về, cháu sẽ về thôi. Lưu Đạt Thông nói. Anh Thiên nào của cậu vậy? Hồng Liên hỏi. Là đồng đội của cháu, Lê Vĩnh Thiên ấy. Lưu Đạt Thông nói. Hóa ra là cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả cậu, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta mới 26 tuổi thôi, mà cậu đã 29 rồi, tại sao lại gọi cậu ta là anh Thiên chứ? Gọi cậu ta là Tiểu Thiên được rồi. Hồng Liên nói. Lưu Đạt Thông đổ mồ hôi, làm sao mình dám gọi hộ soái bảo vệ là Tiểu Thiên chứ? Nếu không phải Lê Vĩnh Thiên yêu cầu thống nhất gọi anh là anh Thiên, anh ấy sẽ phải gọi anh là hộ soái. Lê Hồng Ngọc, con dạy học sinh kiểu gì vậy? Lê Vĩnh Thiên này thật sự không biết lớn nhỏ gì cả, bảo người còn lớn tuổi hơn cậu ta gọi cậu ta là anh Thiên, còn ra thể thống gì nữa chứ? Lần sau Tiểu Thiên đến đây, mẹ phải tự mình dạy dỗ cậu ta. Hồng Liên nói. Lưu Đạt Thông lại đổ mồ hôi lần nữa, vội vàng nói, bác gái, những chuyện nhỏ nhặt không cần phải truy hỏi đến cùng đâu. Chức vụ của anh Thiên trong quân đội cao hơn cháu. Cho nên chúng cháu đều thống nhất gọi anh ấy là anh Thiên. Cậu ta trong quân đội có chức vụ gì? Hồng Liên hỏi. Đây là bí mật, cháu không thể nói được. Lưu Đạt Thông nói. Được, tôi không quan tâm cậu ta có chức vụ gì. Cậu ta là học sinh của Lê Hồng Ngọc. Sau này cứ gọi cậu ta là Tiểu Thiên là được rồi. Không cần gọi cậu ta là anh Thiên nữa. Hồng Liên nói. Lúc này Lê Vĩnh Thiên đang trên đường quay về tập đoàn Galaxy. Anh hoàn toàn không biết Hồng Liên đã làm mối cho Lưu Đạt Thông và Lê Hồng Ngọc, hơn nữa còn bảo Lưu Đạt Thông gọi mình là Tiểu Thiên.
Sau khi quay về tập đoàn Galaxy, Lê Vĩnh Thiên đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc tìm Chu Nhược Mai. Lúc này tâm trạng của Chu Nhược Mai đã bình tĩnh lại rồi, Mộ Tường Ninh đang báo cáo với cô về tình hình ký hợp đồng hợp tác thương mại. Phần lớn những nhà kinh doanh hợp tác kia đều nước mắt rưng rưng ký hợp đồng mới, vì muốn nhận lại những chi phí kia, chỉ có một số ít người vẫn còn đang do dự. Vì bọn họ không nuốt trôi được cục tức này, không muốn làm việc không công cho tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai cũng chẳng sao cả, coi như bọn họ không làm, cũng có một đống người giành giật đòi làm. Tìm kiếm nhà kinh doanh hợp tác mới, cô dựa theo giá cả bình thường bảo bọn họ làm, cũng không muốn cho những nhà kinh doanh hợp tác từng phản bội mình kia có được giá cả bình thường. Đợi Ngô Tường Ninh báo cáo công việc xong, cô ấy rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Lê Vĩnh Thiên mới nói với Chu Nhược Mai, Dư Hân, anh điều tra rồi, Tô Lệ Bình thật sự không phải mẹ đẻ của em. Cái gì, bà ta thật sự không phải là mẹ đẻ của em sao? Chu Nhược Mai cực kỳ kinh ngạc, có phần không thể tin vào tai mình. Đúng, bà ta không phải, Lê Vĩnh Thiên nói. Chu Nhược Mai cực kỳ chấn động, trước đó cô chẳng qua chỉ suy đoán có lẽ Tô Lệ Bình không phải mẹ đẻ của mình thôi, không ngờ được bà ta lại thật sự không phải mẹ đẻ của mình. Bất kể là ai khi biết được người mình gọi là mẹ hơn 20 năm nay, lại không phải là mẹ đẻ của mình, đều sẽ cực kỳ sợ hãi, đương nhiên Chu Nhược Mai cũng không ngoại lệ. Anh điều tra từ đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Là Tô Lệ Bình chính miệng nói ra, Lê Vĩnh Thiên nói. Vừa nãy anh đi tìm bà ta sao? Chu Nhược Mai hỏi. Đúng vậy, Lê Vĩnh Thiên nói. Sao bà ta có thể nói chuyện này cho anh biết được? Không phải bà ta đang nói linh tinh đấy chứ? Chu Nhược Mai hỏi. Là anh tra hỏi bà ta, chuyện này vô cùng chính xác. Lê Vĩnh Thiên nói. Anh tra hỏi bà ta sao? Anh sẽ không giết bà ta để trả thù cho bố anh đấy chứ? Chu Nhược Mai biết Tô Lệ Bình vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện cái chết của bố anh. Cũng từng nhiều lần nói rằng nếu Tô Lệ Bình lại đến chọc giận anh sẽ giết bà ta. Mà vừa nãy Tô Lệ Bình đến gây chuyện ầm ĩ ở tập đoàn Galaxy, còn tát mình một cái, sau khi Lê Vĩnh Thiên biết Tô Lệ Bình không phải mẹ đẻ của mình, lại càng không còn gì phải lo lắng, rất có thể sẽ giết Tô Lệ Bình, trả thù cho bố anh. Vì tướng quân ba sao như Lê Vĩnh Thiên, nếu muốn giết Tô Lệ Bình, cũng chỉ đơn giản giống như dẫm chết một con kiến vậy. Không, bất kể nói thế nào. Bà ta cũng là mẹ nuôi của em, làm sao anh có thể giết bà ta được chứ? Lê Vĩnh Thiên nói. Ừ, không giết là tốt rồi. Vậy bố ruột của em là ai? Chu Nhược Mai hỏi. Bố ruột của em chính là bố em bây giờ, Chu Văn Thiệu. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy mẹ đẻ của em là ai? Chu Nhược Mai lại hỏi. Mẹ đẻ của em tên là Giang Mộng Vận. Lê Vĩnh Thiên nói. Bà ấy đang ở đâu, em muốn đi gặp bà ấy. Chu Nhược Mai nói. Chương 437 vẫn chưa điều tra ra. Bà ấy không có tin tức gì từ hơn 20 năm trước. Bây giờ, anh cũng không điều tra ra bà ấy đang ở đâu. Lê Uy Long nói. Tại sao năm đó bà ấy lại bỏ rơi em? Chu Nhược Mai hỏi. Không phải bà ấy bỏ rơi em, mà nhà họ Chu vứt bỏ bà ấy, còn ép bà ấy bỏ đi. Lê Uy Long đáp. Tại sao nhà họ Chu lại ép bà ấy bỏ đi chứ? Chu Nhược Mai hỏi tiếp. Vì bà cố của em cảm thấy bà ấy chẳng qua là con gái nhà nghèo, không xứng làm cháu dâu nhà họ Chu. Khi đó, bà cố em là chủ nhà họ Chu, bà ấy vừa mới sinh em ra đã bị đuổi khỏi nhà họ Chu rồi. Lê Uy Long kể tiếp. Không ngờ mẹ ruột của em lại đáng thương như vậy. Chu Vĩnh Hân cảm thán. Thật sự rất đáng thương. Lê Uy Long hiểu rõ loại chuyện thế này, vì năm đó mẹ của anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê như thế. Vậy sao bố em không phản kháng? Chu Nhược Mai hỏi. Em đâu phải không biết quy định của nhà họ Chu, mọi việc đều do trưởng họ quyết định. Hơn nữa, bố em còn nhu nhược hơn anh, ông ấy phản kháng có tác dụng chắc. Lê Uy Long nói. Anh nói cũng đúng, thế mẹ em là người ở đâu? Chu Nhược Mai hỏi anh. Bà ấy là người Bắc Giang. Lê Uy Long trả lời. Mẹ em thật đáng thương, em nhất định phải tìm được bà. Chu Nhược Mai nói. Em tìm thế nào, sự việc đã trôi qua rất nhiều năm. Năm đó sau khi mẹ em rời khỏi nhà họ Chu đã dọn đi nơi khác, không còn ở thành phố Bắc Giang từ lâu rồi. Lê Uy Long nói. Em hỏi bố em, chắc ông ấy biết. Chu Nhược Mai đáp. Hỏi ông ấy cũng vô ích, ông ấy không biết đâu. Ông ấy cũng đi tìm mẹ ruột của em, nhưng không tìm được. Lê Uy Long nói tiếp. Vậy em phải làm sao đây? Em rất muốn tìm được mẹ ruột của mình. Chu Hư Hân nói. Cứ giao cho anh, nếu như bà ấy còn sống,
anh nhất định sẽ giúp em tìm được mẹ ruột của mình. Lệ Uy Long hứa. Làm sao anh có thể giúp em tìm được? Chu Nhược Mai hỏi anh. Em đừng quên anh là chiến tướng 3 sao, anh có thể sử dụng nhiều sức mạnh, anh tự có cách của mình. Lệ Uy Long trả lời cô. Được, chỉ cần anh có thể giúp em tìm được mẹ ruột của mình, em nhất định sẽ đền ơn anh. Chu Nhược Mai nói. Em định cảm ơn anh thế nào? Lệ Uy Long hỏi. Em sẽ sinh thật nhiều con cho anh. Chu Nhược Mai đỏ mặt đáp lại. Đây không phải điều em nên làm sao? Lệ Uy Long cười nói. Ai nói em nhất định phải sinh con cho anh? Em muốn sinh thì sinh, không sinh thì không sinh, anh có thể làm gì em? Chu Nhược Mai dí dỏm đáp. Được rồi, em hứa rồi nhé. Chờ sau khi anh tìm được mẹ ruột của em, nhờ bà giữ cháu ngoại giúp chúng ta. Lệ Uy Long nói. Lúc này, Thiên Thành đang gọi điện cho cục trưởng Sang của Bộ Giáo dục. Alo, xin chào, xin hỏi anh là... Cục trưởng Sang trả lời điện thoại một cách lịch sự. Tôi là Thiên Thành, Phó Tổng Chỉ huy Đoàn Thanh tra. Thiên Thành nghĩ rằng thân phận Phó Chỉ huy trưởng Đoàn Thanh tra này dường như dễ sử dụng, vì các quan chức thường sợ bị Đoàn Thanh tra kiểm tra. Khi Cục trưởng Sang nghe Thiên Thành tự xưng là Phó Tổng Chỉ huy Đoàn Thanh tra thì lập tức giật mình, vì Đoàn Thanh tra tìm tới cửa, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nếu bị người trong Đoàn Thanh tra mời uống trà, hầu hết họ sẽ bị điều tra. Làm sao tôi có thể xác định anh có phải là Phó Tổng Chỉ huy của Đoàn Thanh tra hay không? Cục trưởng Sang là người từng trải qua sóng to gió lớn, ông lo có người giả mạo người của Đoàn Thanh tra để đe dọa ông ta, nên ông ta sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu ông không tin, sau khi cúp máy ông có thể gọi điện hỏi cấp trên của mình xem Phó Tổng Chỉ huy của Đoàn Thanh tra có phải Thiên Thành hay không? Và số di động của tôi có phải của Phó Tổng Chỉ huy không? Thiên Thành nói. Khi Cục trưởng Sang nghe Thiên Thành nói với khí thế tự tin như vậy, ông ta bắt đầu lo lắng. Nếu người bên kia thật sự là Phó Chỉ huy của Đoàn Thanh tra, bây giờ mà ông ta đắc tội với người ta thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Bởi vậy, ông ta quyết định sẽ ứng phó ổn thỏa trước, chờ sau khi cúp máy, ông ta sẽ gọi điện cho cấp trên để xác thực xem. Phó Tổng Chỉ huy Phạm tìm tôi có việc gì? Cục trưởng Sang hỏi. Ông còn nhớ cô giáo Lê Hồng Ngọc chứ? Thiên Thành hỏi. Còn nhớ. Chẳng phải nửa năm trước, cô ta mắng một học sinh nữ, khiến học sinh nữ đó nghĩ quẩn rồi nhảy lầu dẫn đến tàn phế, cô ta bị đuổi khỏi đội ngũ giáo viên vì đạo đức quá kém phải không? Cục trưởng Sang tưởng rằng Thiên Thành muốn truy cứu trách nhiệm của Lê Hồng Ngọc, ông ta vội vã nói ra chuyện cô ta đã bị đuổi việc. Ông nói dối, qua điều tra của chúng tôi, cô giáo Dung là một cô giáo xuất sắc. Thiên Thành nói, cục trưởng Sang nhất thời sững sờ. Nói cho ông biết. Cô giáo Dung có một học sinh là hộ soái bảo vệ. Tôi hỏi ông một giáo viên có thể dạy dỗ một học sinh trở thành hộ soái bảo vệ đất nước, sao có thể là người xấu? Thiên Thành giận dữ hét lên. Cục trưởng Sang nghe những lời Thiên Thành nói, ông ta sợ tới mức sắp vỡ gan rồi, mồ hôi lạnh toát ra ngay lập tức. Cô giáo Lê là cô giáo của hộ soái bảo vệ quốc gia, ngay cả cô giáo của hộ soái bảo vệ đất nước ông cũng dám đuổi việc, ông muốn về hưu sớm phải không? Thiên Thành lại quát. Không dám, không dám. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng trả lại trong sạch cho cô giáo Dung. Nếu cô ấy là một giáo viên xuất sắc, tuyệt đối sẽ không bị vùi dập đâu ạ. Cục trưởng Sang thấp thỏm nói. Một bên là con trai của chỉ huy thứ 5 của thành phố Đà Lạt, bên kia là giáo viên của hộ soái bảo vệ. Ông ta đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng cái gì nặng cái gì nhẹ. Hộ soái bảo vệ là người có trong tay hàng vạn quân, một chỉ huy đứng thứ 5 ở thành phố Đà Lạt sao có thể so sánh. Không cần các người điều tra, chúng tôi đã sớm điều tra rõ ràng, cô giáo Lê đã bị xử lý sai. Thiên Thành nói. Vậy tôi phải làm gì? Cục trưởng Sang hỏi. Ông không cần làm gì cả, ông chỉ cần khôi phục chức vụ giáo viên cho cô giáo Dung là được rồi. 3 ngày sau, tôi muốn cô giáo Dung trở về trường giảng dạy một cách chính thức. Thiên Thành nói tiếp. Được, được, tôi nhất định sẽ khôi phục chức vụ cho cô giáo Dung. Xin hỏi, vị hộ quốc bảo vệ nào là học trò của cô ấy? Cục trưởng Sang tò mò hỏi. Chương 438 không nên biết quá nhiều. Đây là bí mật, không phải vấn đề người cấp bậc như ông có thể hỏi. Thiên Thành nói. Trước khi Lệ Uy Long chưa công bố thân phận, anh ấy sẽ không nói linh tinh. Lệ Uy Long chỉ nhờ anh nói với cục trưởng Sang là cô giáo Dung là cô giáo của hộ soái bảo vệ, chứ không bảo anh nói hộ soái bảo vệ chính là Lệ Uy Long. Vâng, vâng, là tôi lắm mồm. Cục trưởng Sang biết mình đã lắm mồm. Có một số việc không nên biết quá nhiều, bạn biết càng nhiều nguy hiểm sẽ càng lớn. Được rồi,
những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. 3 ngày sau, nếu cô giáo Dung không để trở về trường một cách đường đường chính chính danh chính ngôn thuận thì ông tự lo liệu đi. Thiên Thành nói xong liền cúp điện thoại. Đầu của cục trưởng Sang lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng ông hoàn toàn không dám khẳng định Thiên Thành có thực sự là phó tổng chỉ huy hay không, ông ta lập tức gọi điện cho lãnh đạo thành phố Đà Lạt để xác minh. Ông ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Thiên Thành vừa mới gọi cho ông ta không phải là người của đoàn thanh tra, ông ta sẽ lập tức báo án và bắt anh ấy lại. Sau khi điện thoại được kết nối, cục trưởng Sang chào hỏi khách sáo với lãnh đạo vài câu, ông ta chợt hỏi, sếp ơi, em muốn nhờ anh giúp em xác minh một người. Ai vậy? Lãnh đạo hỏi. Có một người tên là Thiên Thành, lúc nãy mới gọi điện cho em nói cậu ta là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra, chuyện này có thật không? Cái gì? Thiên Thành mới gọi điện thoại cho ông. Lãnh đạo kinh ngạc hỏi. Cậu ta thật sự là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra hả? Cục trưởng Sang nghe thấy lãnh đạo khiếp sợ như thế, ông ta cũng có một dự cảm không ổn. Phó tổng chỉ huy đoàn thanh tra đúng là tên Thiên Thành, không loại trừ khả năng có người giả mạo cậu ta để uy hiếp ông, số điện thoại của cậu ta là bao nhiêu? Lãnh đạo hỏi tiếp. Cục trưởng Sang đọc số điện thoại của Thiên Thành. Sếp lớn nghe xong nhất thời kinh sợ, bởi vì lần trước ông ta đã tham gia cuộc họp bí mật do Lê Uy Long tổ chức. Thiên Thành đã sử dụng số điện thoại này để gọi điện và thông báo cho ông ta đi họp. Tiêu rồi, cậu xong đời rồi, cậu ta thực sự là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra. Sếp lớn hoảng sợ đáp. Cục trưởng Sang nghe xong, di động trên tay suýt nữa rơi xuống, ông ta dè dặt hỏi, vậy em phải làm sao bây giờ? Tại sao Thiên Thành lại tìm ông? Rốt cuộc ông đã làm gì sai? Lãnh đạo hỏi. Cậu ta tìm em là vì một cô giáo tên là Lê Hồng Ngọc, bị đuổi ra khỏi ngành. Cục trưởng Sang nói. Vì một cô giáo mà gọi điện cho ông. Sếp lớn cảm thấy khó hiểu, ông ta không biết sự việc nhỏ nhặt này và hoàn toàn không biết ai là Lê Hồng Ngọc. Vì cô giáo Dung là cô giáo cũ của hộ soái bảo vệ. Cục trưởng Sang nói. Cái gì, các ông đã sa thải cô giáo của hộ soái bảo vệ? Lãnh đạo khiếp sợ cực kỳ. Đúng vậy, em đâu biết cô ấy là cô giáo của hộ soái bảo vệ. Cục trưởng Sang sợ đến mức toát mồ hôi hột, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tại sao ông lại đuổi việc cô ta? Sếp lớn hỏi. Vì lãnh đạo thành phố bảo em sa thải cô ta. Hơn nữa, khi đó cục công an thành phố đã điều tra, nói cô ấy mắng học sinh, khiến học sinh nữ kia bị đả kích về tâm lý nhảy lầu dẫn tới tàn phế. Tình huống cụ thể như thế nào, em cũng không biết. Cục trưởng Sang nói. Ngay cả cô giáo của hộ soái bảo vệ ông cũng dám đuổi. Tiêu đời ông rồi, đừng nói có quen biết tôi nhé. Lãnh đạo lập tức phủi sạch quan hệ với cục trưởng Sang, chỉ bo bo giữ mình. Sếp ơi, em cũng vô tội mà. Em chỉ làm việc theo lệnh thôi. Đến bây giờ, em cũng không biết cô giáo Dung là cô giáo của hộ soái bảo vệ nào. Anh nói cho em biết học trò của cô ấy là vị hộ soái bảo vệ nào được không? Cục trưởng Sang hỏi. Làm sao tôi biết? Tôi không biết. Những người có cấp độ như chúng ta làm sao có thể tiếp xúc với hộ soái bảo vệ? Thật ra ông ta không biết rằng Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ. Ông ta chỉ biết anh là tổng chỉ huy của đoàn thanh tra. Do vậy, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới hộ soái bảo vệ là Lê Uy Long. Vì hộ soái bảo vệ là người có cấp bậc quan trọng sẽ không đảm nhiệm chức tổng chỉ huy đoàn thanh tra bình thường như thế, không có cách nào để liên kết hai người họ là một. Chương 439 phục chức. Sếp ơi, bây giờ sự việc đã đến nước này, em phải làm sao đây? Cả người cục trưởng Sang đều run rẩy. Trước tiên, ông hãy nói cho tôi biết phó tổng chỉ huy Phạm gọi điện cho ông nói vấn đề chính là gì? Lãnh đạo hỏi. Bảo tôi trong vòng 3 ngày phải khôi phục chức vụ cho cô giáo Dung. 3 ngày sau, anh ta muốn thấy cô giáo Dung danh chính ngôn thuận đường đường chính chính trở về trường dạy học. Cục trưởng Sang nói. Nói vậy, xem ra trong trường hợp này nó không phải là vấn đề lớn. Ông cứ làm theo là được. Sếp trả lời. Vâng, vậy em phải ăn nói thế nào với bên lãnh đạo thành phố? Cục trưởng Sang hỏi. Còn nói cái rắm gì? Lãnh đạo thành phố sắp tiêu đời rồi. Một lãnh đạo nhỏ nhoi ở thành phố Đà Lạt sao có thể so với hộ soái bảo vệ. Tôi đã phát hiện gã Lương Trọng đó có vấn đề từ lâu rồi, nếu như ông ta chọc phải cô giáo của hộ soái bảo vệ, không ai cứu nổi ông ta. Còn nữa ông nói cô giáo Dung là cô giáo của hộ soái bảo vệ, chắc cô ấy rất ưu tú, còn bị đổ oan. Chuyện học sinh nữ nhảy lầu có liên quan gì tới Lương Trọng? Tại sao ông ta lại nhúng tay vào? Lãnh đạo hỏi. Lương Tuấn Thịnh con trai ông ta là học sinh của cô giáo Dung.
Lương Tuấn Thịnh là một cậu ấm ăn chơi chuyên làm sằng làm bậy ở trường. Em nghi ngờ rằng vụ việc học sinh nữ ở trường có liên quan với Lương Tuấn Thịnh, do đó Lương Trọng mới ra mặt và đổ lỗi cho cô giáo Dung. Cục trưởng Sang nói, chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao? Khỏi cần hỏi cũng biết là vậy rồi, nếu như không có liên quan thì Lương Trọng nhúng tay vào chuyện này làm gì? Lãnh đạo đáp, bây giờ Phó Tổng Chỉ huy Đoàn Thanh tra đã bắt đầu nhúng tay vào điều tra việc này, nếu sự thật đúng như lời nói, vậy chẳng phải cha con Lương Trọng toi đời rồi sao? Cục trưởng Sang dè dặt hỏi, vớ vẩn, chuyện đó còn cần phải hỏi ư? Lãnh đạo gay gắt trả lời, chúng ta có cần báo tin này cho Lương Trọng không? Cục trưởng Sang hỏi, nếu ông muốn chết thì ông cứ bí mật báo tin cho ông ấy đi. Lãnh đạo tức giận quát, cục trưởng Sang thật ngu ngốc, câu hỏi ngu xuẩn như vậy cũng hỏi được. Em hiểu rồi. Cục trưởng Sang nơm nớp lo sợ nói. Ông nghe kỹ cho tôi, hôm cô giáo Lê quay lại trường học, ông phải nói trước cho tôi biết. Tôi sẽ tự mình đi chào đón cô ấy về trường. Lãnh đạo nói, Lê Hồng Ngọc là cô giáo của hộ soái bảo vệ. Mặc dù ông ta không biết vị hộ soái bảo vệ kia là ai, nhưng tự mình đi chào đón cô giáo của hộ soái bảo vệ về trường, nếu cậu ta biết được nhất định sẽ có ấn tượng tốt với mình. Vì thế ông ta nhất định phải tự mình chào đón cô giáo Dung về trường. Được, tôi biết rồi, em chắc chắn sẽ thông báo sớm cho sếp. Cục trưởng Sang đã đưa ra quyết định, hôm cô giáo Dung quay lại trường, ông ta cũng tự mình đón tiếp. Sếp ông đã đích thân đi rồi, người làm cu li như ông sao có thể không đi. Lúc này, ở nhà Lê Hồng Ngọc, mọi người đã ăn cơm xong. Bác sĩ Lưu à, tôi phát hiện tình trạng bệnh của tôi vẫn chưa cải thiện hẳn. Sau này mỗi ngày, cậu nhớ đến khám cho tôi nhé. Bạch Liên lo lắng Lưu Bảo Thông thấy tình trạng của bà ta đã khỏi hoàn toàn, về sau sẽ không tới nữa, nên cô ta lại tìm lý do. Bác gái, đừng gọi con là bác sĩ Lưu nữa, như vậy khách sáo quá, cứ gọi con là Đại Thông được rồi. Mặc dù bác đã ổn hơn nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bác. Lưu Bảo Thông đáp. Bạch Liên nghe Lưu Bảo Thông nói vậy, bà ta không thể ngậm được miệng cười, sau này rảnh rỗi cứ tới nhà bác chơi thường xuyên. Dạ, vậy con không làm phiền bác nữa, con về trước ạ. Lưu Bảo Thông cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, vì thế bắt đầu chào tạm biệt. Về gấp thế, con không ở chơi thêm một lát à? Bạch Liên có chút không nỡ để Lưu Bảo Thông rời đi. Con vẫn còn việc phải giải quyết. Nên không ngồi lâu được, lần sau đi ạ. Lưu Bảo Thông trả lời. Thôi được rồi, Dung ơi, con tiễn bác sĩ Lưu xuống lầu nhé. Bạch Liên nghe Lưu Bảo Thông nói có việc bận, bà không ép giữ anh ấy ở lại nữa và bảo con gái tiễn Lưu Bảo Thông xuống lầu, để tạo cơ hội cho hai người trẻ có nhiều thời gian ở riêng với nhau hơn. Chương 440 Lê Hồng Ngọc bất ngờ. Ok, đi thôi, tôi tiễn anh xuống lầu. Lê Hồng Ngọc đỏ mặt nói. Không cần đâu. Tôi có thể tự mình đi xuống. Lưu Bảo Thông từ chối thẳng thừng nói. Lê Hồng Ngọc im lặng hồi lâu, Lưu Bảo Thông nói không cần tiễn, nếu cô ấy cứ tiếp tục, chẳng phải tự mình đa tình sao. Đúng lúc này, di động của Lê Hồng Ngọc đột nhiên vang lên. Cô ấy lấy điện ra thì thấy là cuộc gọi từ một số lạ không bị đánh dấu là lừa đảo, nên cô ấy ấn nút nghe. Khi Lưu Bảo Thông thấy di động của Lê Hồng Ngọc đổ chuông, anh cũng không đi vội mà muốn nghe xem ai gọi cho cô ấy. Lê Hồng Ngọc nghe máy, chợt nghe một giọng đàn ông vọng lại trong điện thoại, alo, xin hỏi cô ấy là cô ấy giáo Lê Hồng Ngọc phải không? Đúng vậy, tôi là Lê Hồng Ngọc, xin hỏi ông là, Lê Hồng Ngọc hỏi. Tôi là Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Bộ Giáo dục, Trần Quốc Sáng tự giới thiệu. Lê Hồng Ngọc hết sức kinh ngạc, không ngờ Cục trưởng lại tự mình gọi điện cho cô ấy. Thì ra là Cục trưởng Sang, xin hỏi Cục trưởng Sang tìm tôi có việc gì? Lê Hồng Ngọc hỏi. Tôi gọi điện đến để thông báo với cô ấy, ngày mốt cô ấy có thể quay về trường tiếp tục làm giáo viên. Trần Quốc Sáng nói. Ông ta vừa nói chuyện với sếp lớn, sau khi biết Lê Hồng Ngọc là cô ấy giáo cũ của hộ soái bảo vệ thì gọi điện thoại cho cô ấy ấy ngay lập tức, định thông báo miệng cho cô ấy ấy biết trước. Tôi thực sự có thể trở lại trường làm giáo viên ư? Lê Hồng Ngọc tưởng chừng không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Sự việc học sinh nữ nhảy lầu không có liên quan đến cô ấy, là chúng tôi đã để cô ấy chịu thiệt. Văn bản khôi phục chức vụ cho cô ấy sẽ được sớm gửi tới. Trần Quốc Sáng nói. Thế thì hay quá, cảm ơn Cục trưởng Sang. Lê Hồng Ngọc rất vui vẻ, cô ấy nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ được quay lại bục giảng. Cô ấy giáo Dung không cần khách sáo. Cô ấy là một giáo viên tốt,
trong khoảng thời gian này đã để cô ấy chịu thiệt, tôi xin lỗi cô ấy. Trần Quốc Sáng nói hết sức chân thành. Lê Hồng Ngọc rất kinh ngạc, không ngờ Trần Quốc Sáng lại nói xin lỗi cô ấy. Cục trưởng Sang, ông không cần xin lỗi tôi đâu, chỉ cần ông trả lại trong sạch và khôi phục chức vụ cho tôi là được rồi ạ. Lê Hồng Ngọc nói, lời xin lỗi đương nhiên phải nói, mong cô ấy bỏ qua. Cô ấy cứ chuẩn bị sẵn sàng trong 2 ngày nhé, ngày kia chúng tôi sẽ chào đón cô ấy về trường. Trần Quốc Sáng nói tiếp, vâng, cảm ơn cục trưởng Sang. Lê Hồng Ngọc vui vẻ đáp, thôi, trước tiên cứ vậy nhé, hẹn gặp lại cô ấy giáo dung. Hẹn gặp lại cục trưởng Sang. Sau khi cúp điện thoại, Lê Hồng Ngọc hưng phấn nói, cục trưởng Sang mới gọi điện cho con, nói con được khôi phục chức giáo viên rồi. Lê Hùng Thanh và Bạch Liên nghe tin tức này cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng Lưu Đạt Thông không kinh ngạc, vì tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của anh ấy. Bây giờ, Lê Hồng Ngọc được khôi phục chức vụ, điều đó chứng tỏ Lê Uy Long đã hành động rồi. Dung ơi, điều này có thật không con? Lê Hùng Thanh hơi khó tin. Con gái ông lại được khôi phục chức vụ nhanh như vậy. Là thật, cục trưởng Sang nói bọn họ đã điều tra việc Kiều Vi nhảy lầu không liên quan tới con. Hiện giờ họ trả lại trong sạch cho con và bảo con trở về trường nhậm chức vào ngày mốt. Lê Hồng Ngọc vui vẻ trả lời. Thật tốt quá, con gái của mẹ cuối cùng đã được minh oan rồi. Trên đời này vẫn còn công bằng, Bạch Liên nói. Con đã nói mà, cô ấy giáo Lê là một người có tài có đức, là một cô ấy giáo hết sức ưu tú. Không đến mấy ngày nhất định sẽ được khôi phục chức vụ, trở về trường làm giáo viên thôi. Lưu Bảo Thông nói. Chương 441 dựa vào linh cảm thôi. Đúng vậy, anh quả thực đã từng nói như thế. Xem ra, anh chẳng những là một bác sĩ giỏi mà còn là một thiên tài bói toán. Lê Hồng Ngọc nói. Đại Thông à, con thật có bản lĩnh cao cường. Sao con biết Lê Hồng Ngọc sẽ được khôi phục chức vụ? Bạch Liên hỏi. Lưu Bảo Thông trả lời, dựa vào linh cảm thôi ạ. Linh cảm của đàn ông cũng linh như vậy sao? Lê Hồng Ngọc hỏi. Chính xác, đôi khi linh cảm của đàn ông khá tốt. Anh ấy nghĩ thầm, tất cả là do cô ấy có học sinh là hộ quốc bảo vệ. Cha, dù sao việc Lê Hồng Ngọc được minh oan và được khôi phục chức vụ là một việc đáng ăn mừng, tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng thật lớn. Bạch Liên nói. Mẹ ơi, mẹ định ăn mừng như thế nào? Lê Hồng Ngọc hỏi. Mẹ định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng. Đại Thông à. Tối nay con nhất định phải tới ăn mừng với chúng ta nhé. Bạch Liên nói. Ăn cơm tối ạ, Lưu Bảo Thông có chút xấu hổ. Đúng đó, tối nay bác sẽ gọi thằng Thiên, chắc thằng bé vui lắm. Con nhất định phải đến nhé. Bạch Liên nói tiếp. Dạ, vậy tối nay con sẽ tới cùng anh Thiên. Lưu Bảo Thông đáp. Anh Thiên cái gì, là Thiên, sau này con cứ gọi nó là Thiên được rồi. Bạch Liên nói. Dạ, dạ, là Thiên. Bác gái ơi. Nếu không có việc gì con về trước nhé. Lưu Bảo Thông không dám tưởng tượng, nếu anh ấy gọi Lê Uy Long là Thiên, anh sẽ có phản ứng thế nào? Được, tối nay con nhớ tới cùng thằng Thiên đấy. Bạch Liên lại căn dặn. Dạ dạ, con nhất định sẽ đến. Lưu Bảo Thông đáp. Dung à, con mau tiễn Đại Thông xuống lầu đi. Bạch Liên bảo con gái. Dạ, Lê Hồng Ngọc vui quá nên đi theo Lưu Bảo Thông xuống lầu. Ở dưới lầu, Lê Hồng Ngọc đỏ mặt nói với Lưu Bảo Thông. Lúc nãy ăn cơm, mẹ tôi nói linh tinh thôi, anh đừng để ý nhé. Tôi sẽ không để trong lòng đâu. Lưu Bảo Thông nói, vẫn ra dáng một người đàn ông thẳng thắn. Tôi cảm thấy anh và Lê Uy Long giống như người sắt vậy đó, chẳng lẽ người lính các anh đều thẳng thắn thế hả? Lê Hồng Ngọc có chút tức giận, anh không để tâm là vì việc đó không đáng lo sao? Lưu Bảo Thông nhất thời sững sờ, lẽ nào anh đã trả lời sai rồi? Được rồi, anh mau về đi. Lê Hồng Ngọc biết Lưu Bảo Thông bận rộn nên không làm trễ thời gian của anh. Được, tối nay gặp lại. Lưu Bảo Thông nói xong, bèn lên xe jeep lái xe rời khỏi. Lê Hồng Ngọc đưa mắt nhìn Lưu Bảo Thông đi xa, cô ấy mới đi lên lầu. Lúc này, trên biển mênh mông, hai đoàn chiến hạm hùng hậu đang từ vùng biển quốc tế tiến thẳng vào phía nam lãnh hải của Long Quốc. Cục bảo vệ biển của Long Quốc đang theo dõi hai đoàn chiến hạm này, một từ nước Liệp Ưng, một từ nước Cự Hùng. Tình huống bất ngờ này đến quá mức đột ngột, Cục Bảo vệ biển lập tức báo tình hình cho cấp trên. Cấp trên biết tình hình rất nghiêm trọng, nên trực tiếp thông báo tình hình khẩn cấp với quốc vương của Long Quốc. Chương 442 mong họ hạnh phúc. Biết Lưu Bảo Thông và Lê Hồng Ngọc bắt đầu nói chuyện yêu đương, đương nhiên Lê Uy Long cũng vui thay cho bọn họ. Anh cảm thấy,
Khoảng thời gian này Lưu Bảo Thông chữa bệnh cho bố mẹ của Lê Hồng Ngọc, ngày ngày tiếp xúc với Lê Hồng Ngọc nảy sinh cảm tình cũng là chuyện hết sức bình thường, điều này vô cùng dễ hiểu. Một người là quân y của anh, một người là cô giáo của anh đương nhiên hy vọng hai người bọn họ đều có được hạnh phúc. Cả đời này Lê Uy Long trải qua rất nhiều khổ nạn, anh bị nhà họ Long vô tình đuổi ra khỏi nhà, mẹ con Lưu lạc đầu đường xó chợ, cảm nhận được sự lạnh lùng vô tình của thế gian. Nhưng anh cũng có được sự giúp đỡ của rất nhiều người tốt, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, khiến cho thù hận không thể bóp méo linh hồn anh. Lúc anh chán nản nhất, tuyệt vọng nhất, Chu Nhược Mai đã bước chân vào cuộc đời anh, khiến anh biết thế nào là tình yêu, để anh biến tình yêu thành sức mạnh, gặt hái được tiền đồ. Vì để bản thân có thể xứng với cô cả nhà họ Chu Xu Nhược Mai, anh ở chiến trường dũng cảm giết địch, lập nhiều chiến công hiển hách, cuối cùng trở thành hộ soái bảo vệ. Dương Văn Diệp cho anh cảm nhận về tình bố con, Lê Hồng Ngọc cho anh tình cảm cô trò và chị em, khiến anh có một người thân vừa là cô giáo vừa là chị. Ở quân đội, lại có được tình cảm anh em sống chết bên nhau, với tinh thần yêu nước cao cả. Quan hệ giữa anh và Lê Hồng Ngọc chỉ là tình cảm cô trò và chị em, từ trước đến nay anh chưa từng có ý nghĩ quá phận với cô ấy. Anh luôn coi Lê Hồng Ngọc như chị gái ruột của mình. Một người bình thường, khi biết được chị gái, cô giáo của mình tìm được hạnh phúc đương nhiên là cũng vui thay cho cô ấy. Trong cuộc này mỗi một người tốt, đều đem đến cho anh tình cảm khác nhau, khiến cho anh trở nên mạnh mẽ kiên cường, hoàn thiện nhân cách của bản thân. Nếu không năm đó khi anh và mẹ bị nhà họ Long đuổi ra khỏi cửa, trong lòng anh chứa đầy thù hận, luôn luôn sống trong thù hận như vậy nhất định sẽ khiến cho tâm lý anh bị ảnh hưởng, thậm chí có thể vì vậy mà oán hận cuộc đời trở thành một tội phạm giết người. Hộ soái bảo vệ và thủ phạm giết người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cũng bởi vì gặp được những người tốt như Chu Nhược Mai, Dương Văn Diệp, Lê Hồng Ngọc, mới khiến anh cảm nhận được tình người ấm áp giữa thế gian đầy thù hận, cho nên mới có thể có một hộ soái bảo vệ quốc gia như ngày hôm nay. Hộ soái, Lưu Bảo Thông vậy mà lại dám tán tỉnh cô giáo của anh. Lúc này, Thiên Thành có chút tức giận hỏi. Vừa rồi, anh ấy ở bên cạnh nghe thấy Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc nói chuyện phiếm, cho nên không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lê Uy Long hỏi ngược lại. Cô Lê, là cô giáo của anh, cô giáo của hộ soái bảo vệ cũng dám tán tỉnh, lá gan của anh ta thật không nhỏ. Thiên Thành nói. Chương 443 sao anh biết rõ mọi chuyện vậy? Theo như anh nói, thì tất cả mọi người đều không dám theo đuổi cô giáo của tôi, chẳng lẽ cô giáo của hộ soái bảo vệ thì không cần kết hôn sinh con sao? Lê Uy Long nói. Tôi không hề có ý đó, ý của tôi là Lưu Bảo Thông đã ở sau lưng chúng ta theo đuổi cô giáo của anh rồi. Thiên Thành nói. Lưu Bảo Thông giống như tôi, đều là trực nam, sẽ không chủ động theo đuổi cô giáo Lê đâu, mà là y thuật của anh ta đã khiến cô Lê có ấn tượng tốt, từ đó nảy sinh cảm tình. Hai người bọn họ không thể nói ai theo đuổi ai, có lẽ hai người đều vừa ý đối phương, dưới sự giúp đỡ của bá phụ tôi, hai người họ nhất định là thành đôi. Hộ soái, sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Thiên Thành hỏi. Bởi vì tôi quá hiểu bọn họ, Thiên Thành anh cũng không còn nhỏ nữa, cũng phải nhanh lên nha. Lưu Bảo Thông đã vì anh mà làm gương rồi đó. Lê Uy Long nói. Hộ soái, tôi trung thành với anh mãi mãi, cả đời này chỉ theo mình anh, không kết hôn cũng không sinh con. Thiên Thành nói. Ha ha, Hà Ngọc Lan phụ trách lái xe khi nghe đến đoạn này, rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười. Hà Ngọc Lan, cô cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Thiên Thành hỏi. Mấy lời vừa rồi của anh, tràn ngập tình ý. Ha ha, Hà Ngọc Lan cười lớn nói. Thiên Thành nhất thời xấu hổ đứng lên, tức giận nói, Hà Ngọc Lan, sao suy nghĩ của cô lại dơ bẩn như vậy? Ngay cả hộ soái mà cô cũng dám đem ra làm trò đùa, cô không muốn sống nữa sao? Hà Ngọc Lan, tập trung vào việc lái xe của cô đi, chúng tôi nói chuyện, đâu đến lượt cô nhiều lời. Lê Uy Long cũng bị Hà Ngọc Lan làm cho có chút lúng túng. Thật ngại quá, là tôi lắm lời, các anh tiếp tục trò chuyện đi. Hà Ngọc Lan nhịn cười, nói. Hộ soái, tôi cảm thấy là một quân nhân, không nên nói chuyện yêu đương, bởi vì tôi lo lắng, nếu như có một ngày không may bỏ mạng nơi xa trường, sẽ để lại cô nhi quả phụ, cho nên tôi không hề suy nghĩ đến việc tìm người yêu. Thiên Thành lại tiếp tục cùng Lê Uy Long thảo luận vấn đề trước đó. Theo như lời anh nói, vậy thì tôi cũng không nên kết hôn rồi, tôi phải ly hôn với chị dâu anh. Lê Uy Long hỏi ngược lại. Không, không, tôi nào dám bảo anh ly hôn với chị dâu. Thiên Thành toát mồ hôi lạnh nói.
cho nên, ý nghĩ của anh là sai rồi. Quân nhân cũng là người, cũng có tình yêu, cũng phải kết hôn sinh con, nếu không làm sao có thể đem gen tốt của chúng ta truyền lại cho đời sau. Lê Uy Long nói. Vâng, hộ soái nói rất đúng. Thiên Thành vội vàng nói. Vậy anh phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày tìm được đối tượng. Lê Uy Long nói. Hộ soái, vậy anh có thể truyền thụ kinh nghiệm tán gái cho tôi không? Thiên Thành nói nhỏ. Tôi là một trực nam chính hiệu, làm gì có kinh nghiệm gì? Đừng quên, tôi là dựa vào chức danh con rể, mới có thể cưới được vợ. Lê Uy Long nói. Ha ha, Hà Ngọc Lan nghe đến đoạn này, lại không nhịn được bật cười. Hà Ngọc Lan, cô lại cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Còn dám cười nữa thì cô hãy đợi xem tôi xử lý cô như thế nào. Lê Uy Long nói. Bẩm hộ soái, tôi đột nhiên nhớ tới một số chuyện rất buồn cười của trước kia nên không nhịn được, tôi không hề có ý cười anh. Hà Ngọc Lan nghiêm trang nói. Lê Uy Long nghe thấy lời này của Hà Ngọc Lan cũng không làm gì được cô. Lần này tôi trở về bộ, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại, chuyện của bố con Lương Trọng không thể kéo dài nữa, các người nhanh chóng xử lý bọn họ đi. Lê Uy Long nói. Rõ, Thiên Thành nói. Sau khi Lê Uy Long quay trở về chiến trường phía Nam, Tạ Ngọc Hải lập tức bố trí máy bay quân sự hộ tống anh về kinh. Vì tàu địch hiện đang xuất hiện trên biển cả ngoài hải phận phía Nam, Tạ Ngọc Hải với tư cách là chỉ huy chiến khu vực Đà Lạt, cần phải ở tại chỗ này, nên quốc vương Long Quốc không gọi ông ta về kinh nghị sự. Lần này, quốc vương Long Quốc cử hộ soái bảo vệ cấp 5 sao đến, Tạ Ngọc Hải chỉ có 4 sao không thể đo bì. Sau khi Thiên Thành tiễn Lê Uy Long lên phi cơ, liền lập tức trở về Đà Lạt, mai phục xung quanh tập đoàn Galaxy, âm thầm bảo vệ Chu Nhược Mai. Hàng trăm con dân ở thành phố Đà Lạt, giờ phút này vẫn chưa biết, những đám mây đen của chiến tranh đã phủ kín bầu trời Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt nhìn thì như sóng êm biển lặng, nhưng thực ra sóng lớn đã âm thầm dâng trào. Bất kỳ lúc nào một trận đại chiến cũng có thể bùng nổ. Trạng vạng tối, lúc Chu Nhược Mai chuẩn bị tan làm, liền gọi điện thoại di động cho Lê Uy Long, muốn anh đến đón cô về nhà. Nhưng cô gọi mấy cuộc liền Lê Uy Long đều không nghe máy, mỗi lần đều là giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Trong lòng cô vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, không gọi được cho Lê Uy Long, cô tức giận cũng không thể chút. Vì vậy, cô không thể làm gì khác là tự mình lái xe về nhà, đợi tối này Lê Uy Long về nhà, cô sẽ hỏi cho ra lẽ anh đã đi đâu. Khi Chu Nhược Mai rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Galaxy, chuẩn bị lái xe về nhà thì nhìn thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đi đến. Chị dâu, chị tan làm rồi sao? Thiên Thành nói. Đúng vậy, hai người sao lại đến đây? Chu Nhược Mai hỏi. Là anh Thiên bảo bọn em đón chị về nhà. Thiên Thành nói. Điện thoại của Lê Uy Long luôn trong trạng thái gọi không được, anh ấy vẫn luôn tắt máy, anh ấy rốt cuộc là đi đâu rồi? Sao anh ấy không tự mình đến, mà lại bảo hai người đến đón tôi? Chu Nhược Mai hỏi. Anh Thiên có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm, tối nay không thể đến đón chị, cho nên anh ấy bảo bọn em đến đón chị. Thiên Thành nói. Anh ấy có thể có chuyện quan trọng cơ chứ? Hay là đi chỗ nào đó lăng nhăng rồi? Chu Nhược Mai nói. Chương 444 anh ấy không phải. Thiên Thành vừa nghe Chu Nhược Mai nói như vậy, mồ hôi nhất thời rơi xuống, nói chị dâu, anh Thiên không phải loại người như vậy, chị đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù là có chuyện quan trọng, cũng không cần phải tắt điện thoại chứ. Tắt điện thoại, nhất định là vì có tật giật mình. Chu Nhược Mai cảm thấy Lê Uy Long kiềm chế 3 năm, chắc chắn là nhịn không được nữa, cho nên thừa dịp ban ngày cô không ở bên cạnh, đi ra ngoài làm chuyện xấu. Chị dâu, chị là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Đà Lạt, anh Thiên nhà em có người vợ như chị, sao có thể lại ra ngoài lêu lổng chứ? Người đàn bà khác, anh Thiên đã không xem ra gì rồi. Thiên Thành nói. Chu Nhược Mai nghe Thiên Thành nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, cô cũng tin rằng Lê Uy Long có lẽ đi ra ngoài không phải là để lêu lổng. Bởi vì cô đã đồng ý sinh con cho anh, chỉ là bây giờ đang là kỳ nghỉ. 3 năm anh còn nhịn được, chắc cũng không kém mấy ngày nữa. Hơn nữa, cô nhìn thấy Hà Ngọc Lan cũng ở đây, thì càng yên tâm hơn, bởi vì cô cảm thấy, người có khả năng lăng nhăng cùng Lê Uy Long nhất chính là người đàn bà Hà Ngọc Lan này. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, Hà Ngọc Lan vẫn luôn yêu thầm Lê Uy Long. Cho nên, bây giờ nhìn thấy Hà Ngọc Lan cùng Thiên Thành xuất hiện, khả năng Lê Uy Long lăng nhăng với Hà Ngọc Lan đã hoàn toàn được loại bỏ. Thật ra, cũng không thể trách Chu Nhược Mai đa nghi. Từ sau khi thực lực của Lê Uy Long trở nên lớn mạnh,
cô thật sự rất sợ sẽ mất đi anh. Thứ cô mê luyến không chỉ là danh dương tướng ba sao quyền lực của Lê Uy Long, mà là năng lực hơn người của anh, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh đều một mình chạy đến giải cứu. Lê Uy Long đã không còn là oát con vô dụng của ngày xưa, mà đã có đủ năng lực của một người đàn ông, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Người đàn ông như vậy, người phụ nữ nào có thể không yêu? Vậy anh ấy rốt cuộc đi đâu rồi? Chu Nhược Mai hỏi. Đây là cơ mật, em không thể nói cho chị. Thiên Thành nói. Tôi là vợ anh ấy, cũng không thể nói sao. Chu Nhược Mai hỏi. Anh Thiên đã dặn dò kỹ lưỡng, là ai cũng không thể nói. Hành tung của anh ấy liên quan đến nhiều chuyện quan trọng, phải tuyệt đối giữ bí mật. Thiên Thành nói. Được thôi, vậy khi nào anh ấy trở về? Chu Nhược Mai biết Lê Uy Long là tướng ba sao, có thể anh có nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện, giữ bí mật cũng là chuyện hết sức bình thường. Cái này không thể nói trước được, nhanh thì có thể ngày mai là có thể trở về, chậm có thể là 3 đến 5 ngày. Thiên Thành cũng không biết lần hội nghị này sẽ kéo dài trong bao lâu. Được rồi, vậy tôi tự lái xe về là được, hai người không cần đưa tôi về. Chu Nhược Mai cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của Lê Uy Long, cô cảm thấy nếu để Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đưa đón thì thật sự quá khoa trương. Không được, anh Thiên lo lắng sẽ có nguy hiểm xảy ra với chị, nên bắt buộc bọn em phải đưa chị về nhà. Thiên Thành nói. Được thôi, vậy thì nhanh lên xe đi. Chu Nhược Mai không muốn nói nhiều, cô trực tiếp mở cửa xe ngồi ở hàng ghế sau. Thiên Thành ngồi ở vị trí lái xe, đích thân lái xe đưa Chu Nhược Mai về nhà. Hà Ngọc Lan ngồi hàng ghế sau bên cạnh Chu Nhược Mai, bảo vệ cô. Lính đặc chủng tinh anh còn lại cũng lái xe theo, vây quanh xe bảo vệ bọn họ. Cả đoạn đường đi đều bình an, dưới sự bảo vệ của mọi người, Chu Nhược Mai an toàn trở về biệt thự Tinh Nguyệt. Sau khi đưa Chu Dư Hận đến biệt thự, Thiên Thành cùng mọi người cũng không rời đi, mà âm thầm ở lại xung quanh biệt thự bảo vệ cô. Buổi tối, Bạch Liên đặt một bàn tiệc tại một nhà hàng, chúc mừng Lê Hồng Ngọc khôi phục chứng vị giáo sư. Nói là vì chúc mừng cho Lê Hồng Ngọc, nhưng thật ra là bà muốn tìm lý do để con gái mình và Lưu Bảo Thông có nhiều thời gian bên nhau, tạo cơ hội cho bọn họ. Lúc này Lưu Bảo Thông cũng chưa biết Lê Uy Long đã về kinh đô. Sau khi đến khách sạn không thấy Lê Uy Long liền hỏi, bác gái, bác không phải nói là gọi là Vĩnh Thiên đến sao, cậu ta đâu ạ? Buổi trưa, bác đã gọi điện cho nó nói có chuyện quan trọng cần xử lý, tối nay không đến được, chúng ta không cần quan tâm đến nó, sau này có cơ hội lại gọi nó. Bạch Liên nói, Lưu Bảo Thông cũng không hỏi gì thêm, bởi vì anh ấy biết Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ, bất kỳ lúc nào cũng có chuyện quan trọng cần đi làm. Vì vậy, sau đó chỉ có Lưu Bảo Thông và Lê Hồng Ngọc, mấy người một nhà cùng nhau ăn cơm. Mời vừa ăn được một nửa, Lê Hồng Ngọc liền nhìn thấy Lương Tuấn Thịnh lại kéo theo một đám con nhà giàu vào khách sạn. Nhìn thấy Bùi Thái Khanh người đã hại Kiều Vi nhảy lầu, hơn nữa còn hại mình mất đi chức giáo sư xuất hiện ở nơi này, Lê Hồng Ngọc liền biến sắc. Thật là oan ra ngõ hẹp, không thể ngờ đi ăn có bữa cơm, lại gặp lại tên công tử ác ma độc ác này. Cô giáo Lê, cô sao vậy? Có phải cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Lưu Bảo Thông thấy sắc mặt Lê Hồng Ngọc có biến đổi liền hỏi. Không phải, tôi không sao, Lê Hồng Ngọc có chút sợ hãi trả lời. Lúc này Bùi Thái Khanh đã liếc nhìn thấy Lê Hồng Ngọc, nhất thời hai mắt hắn ta sáng lên, đi về phía Lê Hồng Ngọc, vừa đùa vừa nói, cô giáo Lê, chúng ta thật là có duyên, không ngờ ở đây cũng gặp được cô. Lê Hồng Ngọc và Bạch Liên nhìn thấy tên ác ma Lương Tuấn Thịnh ở đây, biểu cảm trên khuôn mặt có sự thay đổi không ít. Lương Tuấn Thịnh, anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Lê Hồng Ngọc tức giận nói. Chương 445 tránh ra. Lưu Bảo Thông chưa bao giờ gặp Lương Tuấn Thịnh trước đây, không có quen biết gì với cậu ta. Nhưng anh ấy cũng nghe nói chính Lương Tuấn Thịnh đã hại Kiều Vi phải nhảy lầu và khiến Lê Hồng Ngọc gánh tội tay. Giờ nghe Lê Hồng Ngọc hét gọi tên gã công tử ăn chơi kia là Lương Tuấn Thịnh thì biết ngay cậu ta chính là Lương Tuấn Thịnh ác ôn ấy. Cô Dung. Sao cô lại sợ em thế làm gì? Em là học trò của cô, làm gì có giáo viên nào lại sợ học trò mình? Lương Tuấn Thịnh chẳng những không cuốn xéo mà còn tiếp tục tiến lại gần Lê Hồng Ngọc. Tuy cũng nhìn thấy bên cạnh Lê Hồng Ngọc còn có một người đàn ông, nhưng người mà cậu ta sợ là Lê Uy Long và Thiên Thành, chứ không sợ Lưu Bảo Thông, cũng chẳng quen biết gì với Lưu Bảo Thông. Đám đàn em của cậu ta cũng đi theo cùng. Tôi không có thứ học trò như cậu, nơi này không chào đón cậu. Cút đi, Lê Hồng Ngọc tức giận nói. Cô Dung, đừng nóng giận vậy mà, em đến để giúp cô đấy chứ. Lương Tuấn Thịnh bảo.
cậu thì có thể giúp được gì cho tôi? Lê Hồng Ngọc hỏi. Vẫn là vấn đề lần trước, nếu như cô làm người yêu em thì em có thể giúp cô trở lại làm giáo viên. Lần này không thấy Lê Uy Long và Thiên Thành có mặt nên Lương Tuấn Thịnh lại bắt đầu coi trời bằng vung. Hỗn láo, cậu là học sinh của con gái tôi, làm gì có chuyện bắt giáo viên làm người yêu của học sinh? Cậu đúng là loại suy đồi đạo đức, thật sự không biết là bố mẹ cậu dạy dỗ cậu như thế nào nữa. Ông Thanh giận dữ nói. Ông dám nói cạnh nói khóe, chửi bố mẹ tôi à? Ông có biết bố tôi là ai không? Lương Tuấn Thịnh lập tức gân cổ lên quát. Tôi mặc kệ bố cậu là ai, loại xúc vật như cậu hại Kiều Vi nhảy lầu tự tử, hại con gái tôi bị đuổi việc, tôi phải dạy bảo cậu từ lâu rồi mới phải. Ông Thanh nói rồi định đứng dậy giánh Lương Tuấn Thịnh. Dĩ nhiên ông ấy biết bố của Lương Tuấn Thịnh là một trong số ít những người quyền lực nhất ở Đà Lạt, nhưng ông ấy vẫn bất chấp hết, cứ đánh đã rồi tính. Bà Liên thấy sắp lớn chuyện, vội vàng giữ ông Thanh lại và bảo, ông ơi, ông đừng có bốc đồng, ông có tuổi rồi, không đánh lại được nó đâu. Ông Thanh không những tuổi cao mà đôi chân chỉ mới vừa bình phục, chắc chắn không phải đối thủ của Lương Tuấn Thịnh. Chưa kể Lương Tuấn Thịnh còn có cả đám đàn em bên cạnh, đánh làm sao được người ta. Lão già chết tiệt, đòi đánh tôi cơ mà, đứng lên đánh thử coi. Thấy ông Thanh bị giữ lại, Lương Tuấn Thịnh càng khiêu khích tợn. Ông Thanh vô cùng giận dữ, vùng vẫy đòi đứng lên đánh Lương Tuấn Thịnh. Lê Hồng Ngọc thấy mẹ mình sắp không giữ nổi bố nữa bèn vội vàng qua ngăn lại giúp. Thả tôi ra, để tôi đánh chết thằng xúc vật này. Ông Thanh quát tướng lên. Khách khứa xung quanh thấy bên này sắp sửa đánh nhau thì lũ lượt quát lại xem. Ông cứ bình tĩnh lại đã, rồi sẽ có người trừng trị thằng xúc vật này thôi. Bà Liên nói. Ha ha, bố tôi là Lương Trọng, ở cái thành phố Đà Lạt này, người mà có thể trị được tôi vẫn chưa ra đời đâu. Lương Tuấn Thịnh huênh hoang lên tiếng. Sau đó, cậu ta lại nói với Lê Hồng Ngọc, cô Dung ạ, bảo cô làm người yêu của em là coi trọng cô đấy, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chỉ cần làm người yêu của em thì em cam đoan cô sẽ lập tức được về lại trường làm giáo viên. Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tôi không cần cậu giúp, tôi đã nhận được thông báo của cục trưởng sang về việc trở lại trường làm giáo viên rồi, cậu không phải nhọc lòng. Lê Hồng Ngọc đáp lời. Cục trưởng sang nào? Lương Tuấn Thịnh hỏi. Là ông Trần Quốc Sáng cục trưởng cục giáo dục. Ha ha, cô bịa tiếp đi, không có lệnh của bố tôi thì cục trưởng sang dám tự ý cho cô về lại vị trí chắc. Trừ khi ông ấy không muốn làm quan nữa. Tất nhiên là Lương Tuấn Thịnh không tin. Tin hay không tùy cậu, con gái tôi đã nhận được quyết định đi dạy trở lại, cậu mau đi đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng bữa ăn của chúng tôi. Bà Liên nói. Chương 446 tôi là người yêu cô ấy. Tôi nay, nếu con gái ông không trở thành người đàn bà của tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết. Lương Tuấn Thịnh nói. Mau bỏ tôi ra, để tôi đập chết thằng xúc vật này. Ông Thanh đã không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Bà Liên vừa ấn ông Thanh ngồi xuống vừa nói với Lương Tuấn Thịnh, nếu không muốn bị đánh thì cậu mau đi đi, tôi sắp không giữ được ông ấy nữa rồi. Bà không phải cản, cứ để ông ta đứng lên đánh tôi thử xem, tôi thách ông ta có cái gan đấy. Lương Tuấn Thịnh vênh mặt đáp. Cậu đừng chèn ép người ta quá, xin cậu hãy mau đi đi. Con gái tôi đã có người yêu rồi, cậu đừng mơ mộng hão huyền làm gì. Bà Liên bảo. Tôi chẳng tin, bà đừng lấy cái cớ đấy ra để lừa tôi. Có giỏi thì kêu người yêu của cô ta ra đây gặp tôi muốn xem ai mà to gan dám cuỗm mất con hàng của tôi. Lương Tuấn Thịnh nói. Lúc này, Lưu Bảo Thông từ tốn đứng dậy, bảo tôi là người yêu của cô giáo Lê Hồng Ngọc đây. Lê Hồng Ngọc ngỡ ngàng, không ngờ rằng Lưu Bảo Thông sẽ chủ động thừa nhận là người yêu của mình. Còn chưa bắt đầu hẹn hò yêu đương thì sao có thể trở thành người yêu của cô được? Tóm lại anh là ai? Anh cố tình đóng giả người yêu của cô Dung chứ gì? Lương Tuấn Thịnh nói, không cần quan tâm tôi là ai, cậu chỉ cần biết tôi Chance là người yêu của cô giáo Lê Hồng Ngọc là được. Lưu Bảo Thông trả lời, cô Dung, anh ta nói thật không đấy? Lương Tuấn Thịnh không tin lời nói một phía của Lưu Bảo Thông, bèn hỏi Lê Hồng Ngọc. Đúng thế, anh ấy là người yêu của tôi. Thấy Lưu Bảo Thông đã nhận thì Lê Hồng Ngọc cũng đành gác sự dè dặt sang một bên và thừa nhận. Nếu như cô ấy không thừa nhận chẳng phải sẽ khiến Lưu Bảo Thông rất khó xử hay sao? Cô hãy chia tay anh ta ngay lập tức, nếu không tôi sẽ đánh chết anh ta. Lương Tuấn Thịnh hung hăng dọa dẫm. Tôi từng gặp nhiều cậu ấm sắc láo nhưng chưa thấy đứa nào ngang ngược hống hách như cậu. Hôm nay gặp phải tôi là cậu đến lúc chết rồi. Vừa rồi, Lưu Bảo Thông đã nhẫn nhịn Lương Tuấn Thịnh rất lâu,
anh chưa ra tay vội là muốn xem Lương Tuấn Thịnh sắc sược đến mức độ nào. Ha ha, tôi cũng thấy nhiều gã ngông nghênh rồi, nhưng ngông nghênh như anh thì lần đầu tiên gặp đấy. Gì mà đến lúc chết, anh có giỏi thì đánh tôi thử xem. Anh mà dám đụng vào tôi thì anh mới là người đến lúc chết. Lương Tuấn Thịnh vinh váo nói. Lưu Bảo Thông chẳng nói chẳng rằng, lập tức giáng cho một cái tát. Chát! Tiếng bạt tai vang lên to và rõ ràng, Lương Tuấn Thịnh bị tát văng ra sau. Rơi cả răng ra ngoài. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Cảnh tát một cái mà bay cả người thế này mới chỉ thấy ở trong phim. Ông Thanh, Á Liên và Lê Hồng Ngọc cũng giật mình sửng sốt. Họ chỉ biết là Lưu Bảo Thông là một bác sĩ lành nghề, không ngờ được anh ấy còn đánh đấm giỏi như vậy. Thực ra, tuy Lưu Bảo Thông là bác sĩ quân y nhưng các bác sĩ trong quân đội cũng là những chiến sĩ, đôi khi cũng phải ra chiến trường giết địch, dĩ nhiên anh ấy sẽ không yếu ớt. Dầm, lúc này, Lương Tuấn Thịnh đập người xuống đất lại phát ra một âm thanh lớn khác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám đàn em của Lương Tuấn Thịnh còn đang ngơ ngác, chỉ biết trơ mắt nhìn Lương Tuấn Thịnh bị đánh. Á, Lương Tuấn Thịnh đập người xuống đất, gào khóc thảm thiết. Chương 447 như vậy cũng đòi đánh anh. Anh Thịnh. Cuối cùng đám đàn em đã hoàn hồn lại, rối rít chạy tới đỡ Lương Tuấn Thịnh dậy. Á, đừng đụng vào lưng tao, đau quá. Khi được đỡ dậy, Lương Tuấn Thịnh phát hiện lưng đau nhói. Do bị đánh gãy mất mấy cái răng nên cậu ta chỉ nói được thều thào. Đám đàn em hốt hoảng sợ hãi, lại đặt cậu ta về lại trạng thái cũ. Mau, đánh chết nó cho tao. Lương Tuấn Thịnh quát lớn, chỉ chòng ghẹo Lê Hồng Ngọc một chút mà đã bị người yêu của cô ấy đánh rơi răng, còn gãy lưng, làm sao cậu ta có thể không giận dữ được. Đám đàn em nghe thấy Lương Tuấn Thịnh ra lệnh, lập tức xông về phía Lưu Bảo Thông. Lúc này Lê Hồng Ngọc, ông Thanh cùng bà Liên đã lấy lại bình tĩnh, thấy một đám công tử bột định xông vào đánh Lưu Bảo Thông, họ lại được một phen khiếp vía. Dĩ nhiên Lưu Bảo Thông chẳng coi đám công tử bột kia ra gì, anh ấy bước lên vài bước, tung những cái tát liên hoàn. Chát, 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 những tiếng bạt tai vang lên tới tấp, lũ công tử bột đồng loạt bị tát cho choáng váng, lảo đảo. Có đứa xoay mấy vòng rồi ngã lăn quay, có đứa thì bị tát bay ra xa. Chỉ trong chớp mắt, đám công tử bột đã bị Lưu Bảo Thông tát cho nằm dạp ra đất. Bình thường đám cậu ấm con nhà giàu có này được nâng niu chiều chuộng, rượu chè hư hỏng, đâu thể nào là đối thủ xứng tầm với một Lưu Bảo Thông trăm trận trăm thắng được. Lê Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc khi thấy Lưu Bảo Thông vừa ra tay là cả bọn Lương Tuấn Thịnh đã ngã lăn quay. Trước đó cô ấy từng thấy Lê Uy Long và Thiên Thành dạy dỗ Lương Tuấn Thịnh, cả hai người họ đều rất mạnh, nhưng không ngờ Lưu Bảo Thông cũng mạnh như vậy. Thời khắc này, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ Lưu Bảo Thông. Không chỉ có tay nghề bác sĩ giỏi, mà kỹ thuật đánh võ cũng mạnh mẽ, thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Ở bên người đàn ông như thế mới thấy an toàn làm sao. Ngay từ đầu Lê Hồng Ngọc đã có ấn tượng tốt về Lưu Bảo Thông, giờ thấy anh nam tính như vậy thì trái tim lại càng rung động, càng thích hơn. Lương Tuấn Thịnh thấy Lưu Bảo Thông tát đám đàn em của mình dễ như trở bàn tay mới bất chợt thấy run sợ. Cậu ta không thể nào ngờ được rằng người đàn ông bên cạnh Lê Hồng Ngọc lại mạnh đến thế. Lần trước là Lê Uy Long học sinh cũ của cô ấy, lần này đến lượt người yêu cô ấy. Lúc này, nhân viên trong nhà hàng và khách khứa đã vây kín xung quanh, không ai dám lại gần, chỉ đứng nép một bên hóng chuyện. Thông ơi, cháu gây ra chuyện lớn rồi, chúng ta mau đi thôi. Bà Liên hốt hoảng nói. Bác ơi, không sao đâu, bác không cần lo lắng. Lưu Bảo Thông nói. Chắc cháu không biết chứ cậu ta là con trai của người quyền lực thứ 5 ở Đà Lạt đấy. Cháu đánh con của đại gia thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn lắm. Bà Liên giải thích, người quyền lực thứ 5 thì có là gì, cháu đã có Thiên làm chỗ dựa vững chắc, không phải sợ. Lưu Bảo Thông bình thản trả lời. Hiện giờ, anh ấy không những đang bảo vệ bạn gái mình mà còn đang bảo vệ cho cô giáo của hộ soái bảo vệ cùng người nhà của cô ấy, dĩ nhiên là anh ấy chẳng sợ bất cứ ai. Nếu như Lê Uy Long có mặt ở đây thì anh cũng sẽ làm như thế. Và lại, từ việc Lê Hồng Ngọc đã có quyết định đi dạy lại thì anh đã biết Lê Uy Long sắp sửa có hành động với bố con Lương Trọng rồi. Bây giờ, tự Lương Tuấn Thịnh đến tận cửa nộp mạng, anh hoàn toàn có thể thay Lê Uy Long trừng trị Lương Tuấn Thịnh. Mày tên gì? Lúc này, Lương Tuấn Thịnh cất giọng hỏi. Tôi tên Lưu Bảo Thông. Lưu Bảo Thông đáp. Được, có giỏi thì đứng yên đấy đợi cho tao. Lương Tuấn Thịnh nói, cậu định gọi người chứ gì, gọi cả bố cậu đến đây tôi cũng chẳng sợ.
Cứ gọi ông ta tới. Lưu Bảo Thông tuyên bố hùng hồn. Chương 448 gọi cho học sinh của cô. Anh dám coi thường bố tôi sao? Lương Tuấn Thịnh tức giận hỏi. Tôi coi thường bố anh thì làm sao? Chỉ là một kẻ hèn mọn đứng thứ năm, tôi còn không thèm để ông ta vào mắt. Lưu Bảo Thông trả lời. Được, vậy tôi sẽ gọi bố tôi đến đây. Lương Tuấn Thịnh nói, sau đó lôi điện thoại ra gọi điện cho bố mình. Lê Hồng Ngọc thấy Lương Tuấn Thịnh đang bắt đầu gọi điện cho bố mình thì đột nhiên trở nên lo lắng. Cô ta nói với Lưu Bảo Thông, chúng ta mau đi thôi. Đừng vội, tôi cũng có thể gọi người đến đây. Lưu Bảo Thông nói. Anh định gọi điện thoại cho ai? Lê Hồng Ngọc hỏi anh ấy. Gọi cho học sinh của cô, Lê Uy Long. Lưu Bảo Thông nói. Anh gọi cho Lê Uy Long có tác dụng gì sao? Lê Hồng Ngọc hỏi. Đương nhiên là có tác dụng rồi. Lưu Bảo Thông nói. Sau đó đi đến một góc rồi lôi điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Lê Uy Long. Những người đang vây xem nhìn thấy Lưu Bảo Thông vung tay ra đánh ngã cái tên Lương Tuấn Thịnh này xuống đất thì rất sợ anh ấy. Khi nhìn thấy anh ấy qua đây, bọn họ đều vội vàng tránh xa anh ra. Lúc này Lê Uy Long đã đi đến sân bay Nội Bài và đang trên đường quay trở về bằng chiếc xe chuyên biệt. Khi anh ra khỏi sân bay cũng đã mở điện thoại ra rồi. Nhìn thấy Lưu Bảo Thông gọi điện thoại đến, anh ấn vào nút nghe. Đại Thông à, có chuyện gì vậy? Lê Uy Long hỏi. Anh Thiên, khi tôi và cô giáo Dung, bác trai, bác gái đang ăn cơm ở trong quán ăn thì gặp phải Lương Tuấn Thịnh. Anh ta đã khiêu khích gây hấn với chúng tôi, lại còn nói những lời lỗ mãng và sỉ nhục cô giáo Dung. Lưu Bảo Thông nói. Lại gặp cái tên xúc sinh này. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Lê Uy Long không ngờ cô giáo, người nhà của mình và Lưu Bảo Thông lại gặp cái tên xúc sinh Lương Tuấn Thịnh khi đi ăn cơm ở bên ngoài. Tôi đã dạy dỗ anh ta và đánh gục đám người của anh ta rồi. Nhưng anh ta đang muốn gọi Lương Trọng đến đây, anh nghĩ xem chuyện này nên giải quyết như thế nào. Lưu Bảo Thông hỏi. Ban đầu tôi đã sắp xếp Thiên Thành đi giải quyết hai bố con bọn họ. Bây giờ Lương Tuấn Thịnh lại gọi ông già của anh ta đến đây, vậy thì cứ dứt khoát nhân cơ hội này để bắt hai bố con bọn họ đi. Lê Uy Long nói. Vâng, vậy sau khi bắt hai bố con bọn họ thì xử lý như thế nào? Lưu Bảo Thông hỏi. Cứ thẳng thừng diệt trừ hai tên bại hoại đó, không cần xét xử. Lê Uy Long nói. Hiện nay nhóm chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã đến gần vùng biển phía nam của Long Quốc, vì vậy Lê Uy Long không có thời gian để xử lý những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này. Cho nên anh đã ra lệnh tiêu diệt hai cha con Lương Trọng và Lương Tuấn Thịnh. Đối với cái tên thanh niên hư đốn làm sằng làm bậy, hung hăng càn quấy như Lương Tuấn Thịnh, Lê Uy Long cảm thấy vô cùng căm ghét. Cái tên Lương Tuấn Thịnh này đã ép Kiều Vi phải nhảy lầu, mà bố của anh ta là một người chức cao vọng trọng không những không nghiêm khắc trừng phạt con trai mình, mà còn bao che cho anh ta. Hơn nữa ông ta còn giá họa cho Lê Hồng Ngọc, hại cô giáo của anh bị đuổi việc. Sinh ra những đứa con không được giáo dục chính là lỗi sai của người làm bố. Để lại hai bố con xúc sinh bại hoại đó trên thế gian này chính là một tai họa. Bây giờ cuộc chiến lớn sắp bùng nổ. Nếu như quân địch công kích vào Đà Lạt thì cũng sẽ dụ dỗ những loại này để phản bội. Nếu như vậy thì chi bằng diệt trừ bọn chúng, tránh để sau này bọn chúng bị mua chuộc mà phản bội. Vâng, tôi biết nên làm thế nào rồi. Lưu Bảo Thông nói. Anh là quân y, bàn tay của anh dùng để cứu người, vì vậy anh không cần làm những chuyện giết người như thế nào. Tôi sẽ gọi điện thoại bảo Hà Ngọc Lan âm thầm qua đó xử lý. Lê Uy Long nói. Không sao đâu. Tay của tôi có thể cứu người thì cũng có thể giết người. Lưu Bảo Thông nói. Anh phải chú ý đến hình tượng của mình. Anh chỉ cần bảo vệ cô giáo và bác trai bác gái thật tốt, ở bên cạnh ăn cơm cùng bọn họ là được rồi. Những chuyện khác không cần anh quản. Lê Uy Long nói. Vâng, Lưu Bảo Thông chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh. Khi Lưu Bảo Thông gọi điện cho Lê Uy Long, Lương Tuấn Thịnh cũng đang gọi điện cho gọi điện thoại cho ông già của anh ta, ông Lương Trọng. Chương 449 tôi chỉ cần một câu của anh thôi. Lúc này Lương Trọng đang lái xe đi trên đường trở về nhà. Nhìn thấy con trai của mình gọi điện đến, ông ta ấn vào nút nghe. Lương Trọng vừa mới nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng kêu rên đầy xót xa của con trai mình, bố ơi, con lại bị người ta đánh. Răng của con đã bị người ta đánh đến nỗi rụng gần hết rồi, eo của con cũng đau dữ dội. Lương Trọng nghe vậy trong lòng lập tức trở nên tức giận. Ông ta hỏi, là kẻ nào to gan dám đánh con? Là bạn trai của Lê Hồng Ngọc, Lưu Bảo Thông. Lương Tuấn Thịnh nói. Lưu Bảo Thông nào? Lương Trọng chưa từng nghe thấy cái tên Lưu Bảo Thông này nên thuận miệng hỏi.
con cũng không biết anh ta từ đâu đến, anh ta tự nói mình là Lưu Bảo Thông. Lương Tuấn Thịnh nói, tại sao anh ta lại đánh con? Lương Trọng hỏi, có thể anh ta thấy con không thuận mắt cho nên đánh con. Đúng rồi, anh ta rất coi thường bố, vốn không thèm để bố vào mắt cho nên mới đánh con. Hơn nữa anh ta còn bảo con gọi điện thoại kêu bố đến. Lương Tuấn Thịnh nói, thật nực cười, một tên nhóc vô danh tiểu tốt mà cũng dám coi thường bố. Để bố đây qua đó xử lý tên đó. Lương Trọng giận tím mặt. Bình thường ông ta hô mưa gọi gió, tác oai tác phúc. Bây giờ ông ta biết con trai của mình bị người ta đánh, hơn nữa còn coi thường mình cho nên lập tức nổi giận lôi đình. Sau khi Lê Uy Long nhận được cuộc điện thoại của Lưu Bảo Thông, anh lập tức gọi điện thoại cho Hà Ngọc Lan. Anh lựa chọn gọi điện thoại cho Hà Ngọc Lan là bởi vì anh đã suy nghĩ lúc này có lẽ Thiên Thành và Hà Ngọc Lan đang ở bên cạnh và bảo vệ Chu Nhược Mai ở trong biệt thự Tinh Nguyệt. Trong hai người Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, anh chỉ có thể lựa chọn một trong hai người đi giải quyết chuyện của hai bố con Lương Trọng, còn một người khác thì tiếp tục ở lại biệt thự để bên cạnh bảo vệ Chu Nhược Mai, không thể để cho hai người họ rời đi hết. Nếu không, lỡ như có quân địch tập kích đến thì Chu Nhược Mai sẽ rất nguy hiểm. Lệ Uy Long cảm thấy yên tâm hơn một chút về năng lực của Thiên Thành, cho nên đã lựa chọn để anh ta ở lại bảo vệ Chu Nhược Mai. Hà Ngọc Lan thấy Lệ Uy Long gọi điện thoại đến thì lập tức nghe máy, sau đó hỏi, thầy Thiên, bây giờ anh đã đến Hà Nội rồi sao? Tôi đến rồi, Lệ Uy Long nói. Vậy anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì vậy? Hà Ngọc Lan hỏi. Vừa nãy khi Lưu Bảo Thông và cô giáo của tôi ăn cơm ở ngoài tiệm thì bị Lương Tuấn Thịnh khiêu khích. Bây giờ anh ta đã gọi ông Lương Trọng đến rồi, cô mang theo vài người đến xử lý hai bố con bọn họ đi. Lê Vĩnh Thiên nói. Vâng, sau khi bắt hai bố con Lương Trọng thì sẽ xử lý như thế nào? Xin thầy Thiên ra chỉ thị. Hà Ngọc Lan hỏi. Lương Trọng vì tình riêng mà làm trái với pháp luật, lạm dụng chức quyền, tác phong, lấy hành vi phạm tội của con trai ông ta để giá họa cho cô giáo của tôi. Lương Tuấn Thịnh thì cả gan làm loạn. Làm xăng làm bậy ở trong trường khiến cho Kiều Vi nhảy lầu dẫn đến tàn phế nhưng lại không hề biết hối cải. Hai bố con họ tội ác tày trời, thủ đoạn đê hèn, lẽ trời không thể tha thứ được. Lệ Uy Long nói. Thầy Thiên, anh không cần nói nhiều đâu. Tôi chỉ cần một câu nói của anh mà thôi, có giết hai bố con bọn họ hay không? Hà Ngọc Lan nói. Lệ Uy Long toát mồ hôi, nói, giết, đưa bọn họ đến nơi không người rồi bí mật giết, không cần xét xử nữa. Vâng. Hà Ngọc Lan lập tức nhận mệnh lệnh. Lương Tuấn Thịnh ỷ vào mình là người quan chức có quyền mà làm sằng làm bậy, ức hiếp nữ sinh. Lương Tuấn Thịnh đã là một người trưởng thành, anh ta cần phải gánh chịu hậu quả vì những hành vi xấu xa của bản thân mình. Mặc dù cuối cùng Kiều Vi vẫn chưa bị Lương Tuấn Thịnh hại chết, nhưng hành vi của Lương Tuấn Thịnh vô cùng xấu xa tồi tệ. Không nhất định phải xảy ra án mạng thì mới có thể xử tử anh ta. Mà Lương Trọng biết rõ con trai của mình phạm tội mà còn muốn bao che. Âm thầm đổ hết mọi tội lỗi của con trai mình lên Lê Hồng Ngọc. Giữ lại một kẻ bại hoại như vậy cũng thật lãng phí đồ ăn thức uống. Chương 450 xử tử. Thêm nữa chiến tranh sắp xảy ra, Đà Lạt có khả năng biến thành chiến trường, cần diệt trừ trước những mối họa ngầm này, tránh rắc rối về sau. Vì vậy, Lệ Uy Long không ngần ngại quyết định xử tử bố con Lương Trọng trong khoảng thời gian này. Sau khi Hà Ngọc Lan nhận được mệnh lệnh của Lệ Uy Long lập tức nói tình hình cho Thiên Thành. Thiên Thành biết bây giờ nhiệm vụ bảo vệ Chu Nhược Mai rất quan trọng, tuyệt đối không thể để vợ hộ soái rơi vào tay kẻ địch. Vậy nên anh quyết định không đi cùng Hà Ngọc Lan. Xử lý bố con Lương Trọng chỉ là chuyện nhỏ, không thể so sánh với nhiệm vụ bảo vệ vợ hộ soái. Thiên Thành chỉ cho Hà Ngọc Lan đem 4 thành viên đội đặc nhiệm đi bắt bố con Lương Trọng. 4 thành viên đội đặc nhiệm đi bắt bố con Lương Trọng là quá đủ. Hà Ngọc Lan biết thời gian gấp gáp, lập tức cùng 4 người lái 2 chiếc xe quân dụng. Đi tới khách sạn mà Lưu Bảo Thông đang ở. Lúc này, trong khách sạn, sau khi Lưu Bảo Thông gọi điện cho Lê Uy Long lập tức quay về bên Lê Hồng Ngọc. Lúc Lưu Bảo Thông gọi điện cho Lê Uy Long, nhân viên khách sạn cũng gọi điện cho ông chủ của bọn họ báo cáo tình hình. Sau khi Lương Tuấn Thịnh gọi cho bố mình, Lương Trọng, kiêu ngạo quay sang dọa dẫm Lưu Bảo Thông, mày chết chắc rồi, bố tao sẽ tới đây ngay, mày giỏi thì mày đừng có chạy. Bây giờ Lương Tuấn Thịnh chả sợ gì. Chỉ sợ Lưu Bảo Thông chạy mất. Yên tâm, trước khi nhìn thấy bố mày tao sẽ không chạy đâu. Lưu Bảo Thông tự tin nói. Mà Lê Hùng Thanh, Bạch Liên và Lê Hồng Ngọc biết Lương Trọng sắp tới đây, không nhịn được lo lắng cho Lưu Bảo Thông. Đại Thông, hay chúng ta quay về đi, Lương Trọng có quyền có thế, chúng ta không đấu được với hắn.
Bạch Liên nói. Bác à, cháu là quân nhân, không bao giờ lâm trận bỏ chạy. Bác yên tâm, không sao đâu. Lưu Bảo Thông bình tĩnh nói. Lúc này, ông chủ của khách sạn là Nguyễn Thành Đạt nghe nói con trai Lương Trọng, Lương Tuấn Thịnh bị đánh trong khách sạn của mình lập tức dẫn một đám bảo an tới xem tình hình. Cậu Thịnh, cậu không sao chứ ạ? Nguyễn Thành Đạt thấy Lương Tuấn Thịnh nằm trên mặt đất, răng rơi dưới sàn, bị dọa đơ người, nhanh chóng hỏi thăm Lương Tuấn Thịnh. Con trai lãnh đạo thành phố bị người ta đánh ở khách sạn của mình, trách nhiệm này hắn không gánh được đâu. Ông chủ Đạt, sao bây giờ ông mới đến hả? Lương Tuấn Thịnh tức giận chất vấn. Cậu Thịnh, tôi vừa nghe thấy tin tức lập tức dẫn người chạy tới đây. Nguyễn Thành Đạt nói. Bắt đám người này lại cho tôi, đợi bố tôi đến rồi xử lý. Lương Tuấn Thịnh vẫn sợ Lưu Bảo Thông và Lê Hồng Ngọc chạy mất, nên hắn bảo người của Nguyễn Thành Đạt bắt bọn họ lại. Nguyễn Thành Đạt lập tức hét lên với đảm bảo an, mau bao vây họ lại, không được cho bọn họ chạy thoát. Hơn 30 tên bảo an nghe thấy mệnh lệnh của Nguyễn Thành Đạt lập tức bao vây mấy người Lưu Bảo Thông lại. Lê Hùng Thanh, Bạch Liên và Lê Hồng Ngọc thấy mấy chục tên bảo an bao vây mình đến nước cũng không lại lập tức thay đổi sắc mặt. Họ không ngờ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà lại gặp rắc rối lớn như vậy, chuyện này nên xử lý thế nào đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 450.